Em ơi, dạ anh yêu em nhất trên đời. À, không có em, cuộc đời này như vô nghĩa, như là một bãi tha ma. Hãy đến gần anh đi em. Gần chút xíu nữa đi em. Ngồi kế bên anh. Và hãy hát lên bài hát mà chúng mình thường hay hát. Anh ơi, nếu mộng không thành thì sao? Mòn hết cái quần ăn nói của anh rồi. Trời ơi trời. Dạ xin lỗi, em bị liệu. Gì vậy? Dạ. Sao tự nhiên em lau quần anh? Thì tại anh á. Ủa, sao tại anh? Thì em đang làm công chuyện nhà, cái tự nhiên cái anh biểu em đến gại gần anh đi em. Em mới về xích lại một xíu rồi cái anh nói là xích lại gần nữa đi em. Cái anh biểu em ca. Anh biểu em ca thì em ca, tự nhiên em ca được cái anh la. Ủa, anh biểu em ca hả? Rồi cái anh la em hả? Dạ. Trời ơi, em hiểu lầm rồi. Anh đâu có biểu em ca, anh biểu cái nhân vật ở trong cái cuốn tiểu thuyết mà anh đang viết mới đây nè. Anh đang viết một cái vai mới trong cái cuốn tiểu thuyết của anh, chứ đâu có biểu em ca nào. Ủa, nói vậy là anh viết tiểu thuyết chứ không phải là anh nói với em hả? Trời ơi, bả dẹo rồi trời ơi. Anh đâu có nói em ca đâu. Em hiểu lầm rồi. Sộn cái quá mạng luôn. Thôi đi vô. Đừng vô. Nè, nói nghe nè. Dạ. Mà cũng nhờ cái sổ đó, anh mới phát hiện ra một tài năng mới. Dạ. Công nhận nha. Em có cái làn hơi ngọt ngào dễ sợ luôn á. Thôi anh đừng có chọc em hoài à. Anh nói thiệt mà. Tí. Dạ. Để kỳ này anh viết cho em một cái vai mới trong cái cuốn tiểu thuyết mới của anh nha. Thiệt hả anh? Anh sẽ đo ni đóng dài cho em. Dạ. Cái vai này nó hợp với em nè, nó phải có lau nhà nè, rửa chén, nấu cơm, rồi có hút rác. Thôi đi, tôi biết mà. Chị biết gì? Anh khi dễ tôi hoài à. Anh đâu có khi dễ em. Khi dễ tôi tối ngày chỉ biết lau nhà, quét nhà, giặt đồ, nấu cơm thôi chứ gì. Đồ có đâu. Tôi là vậy á. Vậy mà không nhờ có tôi dọn dẹp căn phòng của anh đi nha. Cái phòng của anh á, nó dơ y như là cái chuồng heo vậy đó. Trời ơi, ta ở dơ như rồi la lớn cho thiên hạ biết hay sao vậy? Tôi biết là tại anh chê tôi nghèo nè. Đâu có nghèo thiệt mà. Anh chê tôi xấu nè. Đẹp gần chết luôn. Thế đừng có nịnh. Tại tôi quê, nên gặp tôi anh thấy chán. Tôi đi cho khuất mắt mà. Tôi biết là anh mong chờ tìm kiếm người ta, nhưng mà gặp mặt anh hả, họ không có thèm nhìn. Thật tình là anh không hiểu em nói gì, anh có chờ đợi ai đâu. Thiệt không? Anh nói là anh không chờ không đợi, mà cứ ngó lòng vòng gặp mắt láo liên à. Ủa, cứ mỗi lần ngó lòng vòng là phải chờ phải đợi hả? Chứ không ngó lòng vòng, anh nhìn chỗ đó làm chi? Đời tư của anh biết tự liệu cho mình, anh có chờ đợi ai đâu. Thiệt không? Anh nói thiệt. Không chờ đợi mà tối ngày cứ hả, cứ liếc cái phòng kế bên. Kế bên anh hả? Ủa, anh liếc ai đâu trời? Anh còn hỏi nữa hả? Thì cái cô à, ý em nói cái cô mà, cái cô mắt xanh lè, cái môi đỏ chót đó. Cô Thu mới biết tên. Trời ơi, cổ ở kế bên phòng anh, cổ ở cùng chung một nhà trọ với mình, mà cổ cứ đi sớm về khuya, thành thử ra anh để ý, anh coi rồi anh tìm hiểu, anh mới biết cổ là gái bắn ba. Trời ơi, nó không để ý mà rành quá chừng luôn hả? Đâu phải, biết vậy rằng mình giúp đỡ người ta thôi, chứ đâu có để ý gì đâu. Sợ cổ bị ăn cướp ăn trộm mình thử, anh giúp đỡ vậy thôi mà. Thiệt không? Nói thiệt, ở đây anh để ý có mình em thôi à. Vừa dễ thương nè, cười má lúng đồng tiền, trời miệng móm móm nữa chứ. Ê,
Nói vậy nghe cũng được á. Ừ. Gì vậy? Hả? Vụ gì? Hôm nay á, tôi nấu nguyên một nồi cá kho cho ông bà chủ. Trời ơi, hèn chi từ sáng giờ nghe cái mùi cá kho. Trời ơi, thơm phức vậy đó. Nhắc tới đói bụng rồi. Tôi mới lén á, tôi giấu một khứa, tôi để dành cho anh. Trời đất ơi, vậy là cắp rồi. Trời ơi, đừng có la. Đồ ăn cắp mạnh la lớn quá, ông bà chủ nghe được, ông bà chủ đuổi tôi luôn á. Thì đó, ai biểu em làm gì chi, tự nhiên nguyên nồi cá kho rồi em lấy một khứa cho anh. Nhưng mà không ai nói, ông bà chủ đâu có biết ha. Ờ ha, nguyên nồi bự quá trời cá luôn, lấy con khứa ai đâu biết. Nhớ nha, lát lên phòng ăn nha, tôi để trên đầu giường á. Trời đất ơi, cá kho mà để trên đầu giường. Trời ơi, anh để vậy lỡ anh quên cái nó thối rụm nguyên cái phòng sao? Thì đó, anh mà không ăn hả, để tới sáng là thối rụm thiệt cả phòng luôn á. Chiều nay phải ăn liền. Nhớ nha, tôi nấu ngon dữ lắm. Biết rồi. Trời ơi, trời 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 trời. Ủa làm gì vậy? Dạ, con bị liệu. Dạ thưa ông chủ. Nè. Dạ. Mới mua cơ ương hay sao mà nấu thối rụm? Dạ, dạ đâu có. Dạ con nấu nguyên một nồi cá kho ngon lắm ông chủ ơi. Lát ông chủ vô ăn. Dạ. Ủa, tôi nhớ đây là phòng khách của tôi mà. Dạ phòng khách. Chứ đâu phải là phòng trọ đâu. Đâu phải là chỗ tôi cho mướn đâu mà. Sao mà tự nhiên lại đây? Dạ. Ủa, Tâm Tình hả? Dạ, dạ con không dám. Phải không? Dạ. Mượn phòng khách của Tâm Tình phải không? Dạ. Con. Dạ. Xuống nhà bếp Tâm Tình với ông Táo đi con. Dạ, dạ, Tâm Tình với ông Táo mới là nghề của con. Dạ, thưa ông chủ, con đi. Hả? Cái gì? Dạ, không có. Dạ, thưa ông chủ, dạ, cho con về phòng. Dạ, 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 dạ thưa văn sĩ. Dạ. Mời văn sĩ ngồi. Dạ, không dám. Mình nói chuyện với văn sĩ, mình phải nói có văn học mới được. Dạ, mời văn sĩ an tọa. Dạ, cảm ơn ông chủ. Dạ thưa ông chủ, chẳng hay hôm nay ông chủ dạ mời tôi có chuyện chi dạy bảo à? Dạ tôi đâu dám dạy bảo, mà tôi chỉ muốn Tâm Tình với cậu một đôi lời. Dạ có chuyện gì vậy? Cái tiền trọ tháng này đóng chưa ha? Không lẽ rồi nhìn tôi ngâm thơ được bồi trừ? Dạ gần cuối tháng nghĩa là chưa hết tháng. Dạ còn mấy ngày gấp gáp mà làm chi? Trời ơi, đồng tiền sự hiện hữu của mi làm ti tiền thế nhân nhiều rồi. Ủa, nói ai ti tiện vậy? À, dạ 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 ông thưa ông chủ, dạ tôi nói, dạ tôi nói loài người ti tiện. Dạ chứ tôi đâu có dám nói ông chủ ti tiện. Nói loài người ti tiện? Dạ loài chứ, người trời ơi gì ti dập tiền chứ không phải nói tôi hả? Ông chủ đâu có ti tiện. Ủa vậy tôi loài gì ha? Dạ ông chủ là loài loài gì? Loài loài người. Lạ ha, cái loài này tôi mới nghe. Loài người. Vậy thì cái loài người này, xin nói với cái loài người này là tháng sau tôi lên tiền phòng trọ đó. Ê, trời 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 trời, ông chủ ơi, ông lên thì chết tôi ông chủ. Dạ à, tháng này tôi còn chưa có tiền thì tôi đóng cho ông chủ lên lương tháng sau thì chết rồi là tiền đâu tôi đóng cho ông chủ. Thì kiếm chỗ khác là thuế. Ê, ông chủ ơi, ông thương tôi đừng có làm gì. Dạ. Ủa ai như dao gà đó ông chủ ơi. Cảm ơn nghe, nói vụ dao gà mà nhớ. Trời đất ơi. Ok. Cậu tin. Chào bác. Ngọn gió nào mà đưa cậu đến đây vậy? Dạ, gió mùa thu tới, gió mùa thu lui, đàn gà con kêu chip chip. Dạ. Lịch sự em tôi chút đi. Dạ. Ra ngoài giường á. Dạ. Thưa ông chủ tôi đi. Chào em bé. Con gà nó kêu chip chip. Mặt ta vậy em bé. Cái mặt thì thanh niên, dáng dấp thì như em bé. Nhưng mà không sao, nói vậy nên mừng chứ. Nó nói em bé tức là cậu chủ sẽ sống nhiều năm hơn nữa kìa. Dạ cảm ơn bác.
Ai vậy bác? Mấy giúp việc nhà tôi đó mà. Nó thẳng ra nói là ở đợ. Ở đợ? Ừ. Ở đợ sao đẹp trai vậy? Nhưng mà nó khùng. Không được bác. Không được rồi bác ơi. Sao hả? Nhà bác là có con gái đúng không? Mà bác cho ở đợ á là con trai. Mà con trai mà đẹp trai nữa. Như vậy là bác phải cảnh giác mới được cái bác. Tôi luôn luôn cảnh giác chứ không cảnh giác nó giác con gái tôi rồi sao? Cảm ơn bác. Kiếm gì vậy? Ủa? Thoa đâu rồi bác? Nó đang sửa soạn để đợi cậu qua đây để nó tiếp cậu vậy mà. Thoa 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 thoa. Sao không nghe cục tác? Thì bọn chúng có xuống đây nói chuyện trao đổi nhau. Nó cậu cục cái nó tác à. Bác vui tánh quá. Sao? Công chuyện làm ăn của cậu như thế nào rồi? Thành công hay thất bại rồi? Cái hãng gà của con thì làm gì có chuyện thất bại bác. Thì cái thất bại tức là mẹ đẻ thành công. Không nghe ông bà xưa người ta nói sao? Nhưng mà riêng cái hãng gà của con thì không bao giờ có chuyện thất bại. Vậy à? Dạ. Được rồi, nói có sách mách có chứng. Bác ngồi đó đi. Bác ngồi đó đi, con sẽ cho bác xem. Đây, 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 đây. Có liền đây. Gì vậy? Nè, đây nè, để con đọc cho bác nghe nha. Đó. Dạ thưa bác, tháng vừa rồi con vừa nhập khẩu về 36.700 con gà quê kỳ. Gì dữ hả? 26.800 con gà Úc Đại Lợi, 19.300 con gà Phi Lục Tân. Trời đất ơi. Đó. Gà không hả? Trứng nữa. Đúng rồi, trứng mới có lời chứ. Đem trứng về cái cậu ấp nó rồi thời gian nó nở con. Cậu nuôi nó lớn rồi bán mới có lời chứ. Công nhận bác thông minh dễ sợ luôn. Già mà còn sáng ghê vậy đó. Nè, con dự tính là tháng sau con sẽ nhập về vài chục triệu con gà. Gì dữ hả? Tìm thuốc bắc là bây giờ cái phong trào người ta ăn gà ác tìm thuốc bắc nhiều lắm đó bác. Nói ra là biết đầu óc có kinh doanh rồi đó. Hàng chi giàu là phải thôi. Đó, xong cái đợt gà ác rồi á, con sẽ nhập khẩu về một số gà. Nước dây thun. Ai à? Ủa? Cô Thoa. Chào anh. Chào cô Thoa. Đây không phải gà nước dây thun con, nhưng mà khi gặp con nó rót rồi thấy chưa. Tôi nghĩ là anh nên nhập thêm khoai lang tây. Bác Thoa kêu con nhập thêm khoai lang tây kìa bác. Nó dài cứ nghe. Dạ, để con ghi vô liền để quên. Khoai lang tây rồi. Bột cà ri. Bột cà ri nữa. Dài cứ ghi. Trời ơi, đầu óc biết kinh doanh dễ sợ luôn. Rất hợp với con. Bột cà ri. Ủa, nhập khoai lang tây với bột cà ri chi vậy cô? Để anh nấu cà ri gà. Bác, vậy là Thoa trù gà con chết hả bác? Khỏi trù. Tới mùa dịch á, một cơn gió đi qua thôi thì chết thằng lọt à. Thoa, cậu tính đây là... Dạ, con biết rồi. Thầy học, cậu rất là nổi tiếng. Mới vừa nói cậu tính đây là biết rồi. Nói cái biết liền. Dạ, anh tính đây là con của ông chủ hãng gà con, mà nhãn hiệu là con gà cồ. Kim giám đốc sản xuất thực phẩm tươi và khô cho gà từ 4 ngày cho tới 3 tháng. Hiệu là... Con đĩa. Giận rồi đó. Thấy thương không? Mỗi lần giận nó giống con gà ghê không? Tự nhiên người ta sản xuất gà mà kêu con đĩa, quán cao đĩa. Con sao mày? Nó nghe. Hả? Biểu. Tôi hả? Lại biểu nè, bác á.
bỏ qua đi, bỏ qua cái chuyện đó ha, coi như là Thoa chưa có hiểu về con. Đúng thôi rồi. Bỏ qua, không có chấp nhất. Đúng rồi, người đàn ông là phải rộng lượng, phải tha thứ. Đúng không? Như vậy mới là đàn ông chứ. Đây, bây giờ con nói cho bác nghe. Cái tánh tình của con thì không có thích khoe khoang. Và có đó là khiêm nhường tốt. Mặc đó dù tốt. Gia đình của con có tới 3-4 cái hãng gà ở nước ngoài. Trời ơi. Còn ở trong nước tới 10 mấy hãng gà là giật quá ha. Con dự tính á, sau này khi mà con về già con làm không nổi nữa đó, con sẽ nhường lại cho bác 3-4 hãng gà để cho bác quản lý. Thấy không con, có hiếu chưa, về làm rể nhà này là đã thể hiện cái hiếu thảo rồi. Nhưng mà lúc đó cậu già rồi tôi còn sống không? Thôi chị cứ hên đi ha. Hên đi, tại con thích lo xa vậy đó mà. Tánh lo xa đó. Rồi sao nữa là con sẽ cất cho Thoa một cái chuồng thiệt bự đó. Trong chuồng đó là con sẽ sơn phết lộng vàng, coi như nội thất là con nhập về toàn là hàng ngoại nhập không. Cảm ơn lòng tốt của cậu lo cho con gái tôi. Nhưng mà tôi nghĩ là cậu cất cái chuồng để nuôi gà thôi, để cho gà ở thôi, chứ con gái tôi thì nó thích ở trong cái phòng đẹp thôi. Bệnh nghề nghiệp. Quen phải không? Bệnh nghề nghiệp. Chuồng là để cho gà. Dạ đúng rồi, cất cho Thoa một cái biệt thự thiệt là lớn. Còn vấn đề Thoa thì bác khỏi cần lo đi. Gà mà con còn cho ăn vitamin. Vậy à? Thoa về ở với con á, con cho ăn sâm không? Ôi trời đất ơi! Ăn sâm không? Nhưng mà liều lượng vừa thôi nghe. Cho ăn bổ quá, coi chừng nó nứt da đó. Hay hay hay, ý kiến hay. Thấy thương quá à. Không nổi không? Chắc không nổi. Thôi để con xuống ly đi. Hai đứa tự do nói chuyện nha. Để tôi vào trong cái hầm rượu á, tôi lấy một cái chai rượu nào mà lâu năm mà quý nhất tôi ra đãi cậu thì mới hả dạ tôi. Bác có hiếu dễ sợ. Ba tiếp đãi đàng hoàng nghe chưa? Ba tâu lâu lắm rồi, khá nó mới cắn đó. Cái nhiệm vụ con chỉ giật lên thôi, nghe không? Tiếp đãi đàng hoàng nghe chưa? Dạ. Bác cô Thoa, chẳng hay ông chủ hãng gà con tìm tôi có việc gì không? Ủa, nói vậy bác chưa có nói gì. Tôi đâu có biết việc gì. Vậy bây giờ tôi nói ha. Cô Thoa ơi, lần đầu tiên gặp cô tôi đã thấy lòng mình bâng khuâng sao xuyên. Và từ khi gặp được bác thì tôi mới thấy tình thương của cha đối với con vô bờ bên. Vì vậy hôm nay tôi đến đây là bởi vì tôi muốn được hiếu hỷ thông gia nên gia đình của hai chúng ta phải qua lại với nhau hà rầm. Một câu chuyện nghe qua vô cùng kinh ngạc, tưởng chừng như lòng là dạ không, tôi nói thiệt đó. Hiếu gì hiếu hỷ thông gia. Dạ sao cô? Phiền ông ở đây chờ đợi ông già. Cô Thoa à, nếu mà tôi có làm phiền á thì thôi, mình không có đề cập đến nữa ha. Bây giờ tôi mời cô Thoa ngồi mình cùng nhau chuyện trò hay là tôi từ giả? Nếu quả mệt trong lòng và ông muốn thì tôi không cầm ông lại làm chi, cho ông sương bước chân đi. Nói vậy là cô Thoa đuổi tôi đó hả? Tôi đâu có đuổi.
Tôi mời. Vậy là mời chứ không có đuổi. Vậy là tôi hiểu lầm, là cô Thơ mời tôi về chứ không phải là đuổi tôi về. Được rồi, tôi sẽ về. Nhưng mà tôi hy vọng một ngày nào đó cô Thơ sẽ trải thảm và mời tôi trở lại đây. Tôi về nha. Cô Thơ, cho tôi gửi lời thăm ba. Bye. Ba cô, tôi về nha. Anh về anh nha. Con gà nó lủi đâu rồi? Dạ, anh ấy về rồi ba. Bộ con đuổi người ta hả? Dạ phải. Trời đất ơi, trời ơi, tại sao con đuổi người ta? Ba, bộ ba muốn gả con cho. Đúng. Vì thế nên ba mới để cho hai đứa tự do trò chuyện với nhau, tìm hiểu với nhau. Ba, ba văn minh lắm, ba tiến bộ lắm, chứ không phải như người ta đâu. Để cho hai tìm hiểu nhau trước khi tới cuộc hôn nhân, con hiểu không? Ba đúng là một người cha rộng lượng. Chứ sao? Biết thương yêu và lo hạnh phúc cho con. Con thiệt là có phước à. Chứ sao? Làm sao có người cha như cha? Vợ chồng là chuyện trăm năm, phải tìm hiểu nhau, phải thương nhau mới ăn đời ở kiếp nhau được chứ. Chứ không thương nhau sao ăn đời ở kiếp, phải không? Nếu mà con không có thương anh Tính là ba không có gả, phải không ba? Chứ sao? Đúng rồi. Nhưng mà không được. Với ai, với riêng cậu Tính thì con phải thương. Ba, con không thương cũng phải thương. Con phải kêu con tim con nó yêu cậu Tính. Ba, con biết không, buộc con phải yêu gì đây á. Đây là một chương trình ba sắp đặt lâu rồi. Cậu Tính vừa giàu lại vừa sang, ba thiết nghĩ là con phải thương ông chủ hẳn gà. Trong tình yêu thì không như lời ba nghĩ, chỉ theo lòng mình nghĩ mà thôi. Làm con nghĩ ơn đức dưỡng nuôi, cho nên bất hiếu mà nghe theo tiếng lòng. Ơn đức dưỡng nuôi thì lúc nào con cũng nghĩ đến, nhưng mà nghĩ không phải là lúc nào mình cũng phải nhắm mắt lao theo. Ba ơi, tương lai hạnh phúc của đời con xin ba hãy cho con tự mình định đoạt nghe ba. Con ơi, con gái lớn lên là phải có chồng chứ. Ba thương con nên ba mới lựa chọn một đời xứng đáng. Trời ơi con ơi, gà con nói đó con, mà tới dịch mà chết á, con làm không biết bao nhiêu món nhậu để mà đãi khách ba đời ba kiếp của không hết nữa. Con á, lớn thì phải có chồng chứ. Con không nghe nó nói sao? Gà nó nuôi toàn là vitamin không à. Còn con hả? Nó về nó cho ăn sâm không à. Bảo đảm với con á, con thấy gà nó rồi con thấy ham liền. Con nào con nấy mập ú à. Mà nó nuôi dưỡng con vào khoảng chừng 6 tháng thôi, không tới đâu, 3 tháng thôi là cái cửa nhà của mình con ra không lọt đó. Thưa ba, nuôi thân xác thì người ta có thể dùng cao lương để nhưng trái tim yêu thì ta được dưỡng nuôi bằng thứ hơi thở thơm nồng. Đời người con trai chỉ được mơ xuống giá theo chồng. Cô xin ba má thương cho con được hưởng trọn niềm vui đó với người chồng mà con bao nhiêu gian khổ đoạn đường, con chịu đựng cắn răng mà không bao giờ oán hận. Còn hơn là sống trong nhung lụa mà trọn kiếp phải đau buồn. Mới mà biết không biết nghe. Cái gì mà buồn phải khổ? Tại Tính nó thương con, cho nên nó mới chiều chuộng con như vậy á. Cho nó hả, nó hô là một tiếng thôi, gái bu nó như là gà bu nó vậy đó.
ba thương con nên ba mới lựa chỗ sang trọng cho con. Gái có chồng là phải nghe lời ba mẹ chứ. Ba, nếu quả thật ba thương con, xin ba đừng ép cũng ngưng làm một chuyện trái lòng. Quả thật đó, là lòng con không có thể nào yêu anh Tính. Nếu sống cạnh một người chồng mà mình không yêu mến thì làm sao mà tìm được hạnh phúc hơn nhau. Ba, nhìn thấy con khổ đau làm sao mà ba vui cho được. Xin ba cho con được sống cạnh mẹ cha với niềm vui tình thương của gia đình. Ôi con ơi, con gái lớn lên là phải có chồng chứ không lẽ con ở vậy tới già hay sao? Trời ơi, cái thời buổi này á, con gái đẹp, gái có nhan sắc, con nhà giàu phải có cái lựa cái thời cơ để mà chớp chồng chứ. Chứ không lẽ là con ở giá hay sao? À, ba hiểu rồi. Ba hiểu rồi. Con thương ở thằng nhạc sĩ phải không? Thương cái thằng nhạc sĩ đó phải không? Tối ngày xách cái đờn đi tới đi lui à. Chấm dứt liền nghe chưa? Nếu không á thì biết tay ba. Nghe chưa? Ba, ba cứ lo cho con hoài à. Còn má đang đau đó, sao ba không lo? Sao biết tao không lo? Lo cho bà biết bao nhiêu tiền không? Đau cái gì mà kỳ vậy? Thuốc Tây, thuốc Tàu, thuốc Bắc, thuốc tể cho uống hết á. Bác sĩ là khám bệnh, chích một mũi thuốc có khỏe chừng 2-3 ngày cái bệnh lại. Bà nhõng nhẽo chứ đau gì. Bà đăng báo rồi đó, có ông nào mà trị cho bà hết á, tốn bao nhiêu tiền á thì bà cũng chi ra hết á. Có mỗi một thầy bùa, thầy ngải gì mới trị bà hết bệnh thôi. Sao mà hết bệnh? Con thấy bà Tính đi đâu á, sao bà không đi đi? Bà cứ la con hoài à. Trời đất ơi, trời ơi, trời ơi, nhắc nó mới nhớ. Đi áp the mày về là chết rồi, trễ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Trời đất ơi, đâu à? Nè, nghe lời ba nghe chưa? Chấm dứt chứ cái thằng mà nhạc sĩ đó nghe chưa? Nếu không thì ba trừng trị nó cho con coi. Chấm bắt chờ xem, nếu còn cứng đầu. Trễ nữa, đất ơi. Nắng chiều đưa bay chiều về, vườn hoa trên nước khép đôi lá sầu. Rơi buồn con nhìn giấc mơ, em ơi hãy ngủ anh hồng qua đây. Chào thiếu gia ký sở. Ai? Ủa cô Thoa. Cái gì đâu mà nghe buồn ngủ quá. Kỳ ghê á, mỗi lần mà tôi gặp cô cái là nè, cấm lên án, cấm chửi bới, cấm trách móc, bằng không bằng không cô kêu lính bắt tôi phải không? Lần này khác, bằng không thì tôi không sẽ trao cái món quà của người ta tặng cho anh đâu. Gì? Tôi có quà hả? Ai tặng cho tôi vậy? Bí mật. Bí mật hả? Ừ. Nói đại đi, trời ơi, bật mí cho tôi biết ai tặng quà tôi vậy? Tôi đâu có biết. Nè, anh làm sao á mà người ta tặng quà cho anh, người ta bắt tôi phải giữ bí mật cho người ta. Ủa mà tôi nhớ tôi đâu có làm ơn với ai đâu mà tự nhiên có người ta tặng quà tôi ta. Thì người ta tặng cứ giữ lấy đi, đừng có phụ lòng người ta mà. Lấy cũng phải biết người tặng chứ cô. Thì bây giờ nè, anh cứ ngồi ở đây tự vấn lương tâm, suy nghĩ coi có gieo gió gieo bão gì cho ai không ha. Để cho người ta tặng quà mà phải bắt tôi giữ bí mật. Suy nghĩ nha. Cô Thoa, nhưng mà kỳ vậy ta, đi khơi khơi tự nhiên có người tặng quà tôi ta. Tôi nhớ tôi đâu có quen ai, đâu có làm ơn cho ai, tự nhiên ta tặng quà tôi. Nhớ lại coi, cô Lũ hả? Không phải, cô Xuân cũng nghèo, cô về quê rồi, mà tự nhiên không có tặng quà cho mình. Cô Hạ, mà không có, cô Hạ cũng nghèo rất mồng tơi, tiền đâu có mua quà tặng cho tôi ta. Mà để coi quà gì mới được chứ. Trời ơi, một cái áo,
Trời ơi, hàng hiệu đàng hoàng ta. Trời ơi, ai tặng quà? Không lẽ cô tôi đó. Ủa, cô Thu. Cô nói sao? Cái áo này cô tặng cho tôi hả? Trời ơi, cô Thu ơi. Tôi mua nó lâu lắm rồi. Cô tặng lộn người rồi. Tôi đâu có làm gì đâu mà cô tặng quà cho tôi. Anh biết không, tôi mua nó lâu lắm rồi nhưng mà tôi chưa bao giờ tận tay trao anh hết á. Sao kỳ vậy? Tại vì sao cô không tận tay cô đưa tôi mà cô gửi cô Thoa? Ê mà cô Thu à, bởi vì tôi nghĩ là văn nghệ sĩ cho nên anh có rất nhiều từ trọng, không thèm nhận sự xót thương. Tôi muốn chào anh mặc những sợ buồn biết bao nhiêu. Nếu chẳng may anh cất tiếng chối từ, tình cô gái bán bà nào có nghĩa lý gì? Cô Thu ơi, tôi vô cùng cảm động trước tấm chân tình mà cô đã dành sang cho tôi. Tôi không tin ai bán cho lòng thương hại, nên cũng không đem lòng thương hại mà tặng cho ai. Cảm thông cô cùng như tôi, đem tấm chân tình này mà trao sai chỗ, sống giữa cuộc đời mà vẫn cô đơn, vẫn ôm ấp một tình yêu vô vọng. Một chuỗi thời gian thôi tiếp nhau vô nghĩ. Sự cô độc tôi kinh sợ, suốt cuộc đời trong dòng buồn tên, tiếp đến bao giờ tìm được bạn đi âm. Nhân sinh vô gì tầm mà thường, với cô tôi vẫn còn cảm thương. Anh Tấn cũng vì vậy nên tôi mới tin anh, xem anh là người mà tôi có thể giải bài tâm sự. Cô Thu à, tôi yêu quý anh bằng tấm tình chân thật mà tôi ngờ đã mất đi từ khi lao thân vào gió bụi. Tôi tưởng đâu tim tôi đã dài đã nào ngờ lâu sau bao ngày gặp gỡ, tôi thấy lòng mình sao xuống bâng khuâng. Nửa cuộc đời trống rỗng buồn tâm, tôi không có người để mà ôi sự cô đơn mà ngày xưa tôi hạnh diện, sao giờ đây tôi sợ hãi vô cùng. Cô Thu à, tôi cảm ơn lòng quý mến của cô đã dành cho tôi, nhưng mà tôi sợ là tôi không có giúp gì được cho cô đâu, bởi vì đối với tôi còn thấy cô còn bất lực nữa mà. Chỉ một ánh mắt cảm thông của anh thôi cũng đủ làm cho lòng tôi ấm lại. Chỉ có một mình anh là không nhìn tôi với ánh mắt thương hại hay là rẻ khinh. Cô Thu à, tôi cũng muốn cố gắng thật nhiều để không phải tự khinh. Vì đối với cô, tôi làm sao dám rẻ khinh hay coi thường cô được. Có những lúc tôi nghe lòng cô đơn trong trời, tôi thèm có một người để tâm sự hàng quý. Nhưng đối với cô tôi có những nỗi buồn mang mang, tôi sợ làm cô phải buồn khổ thêm nhiều. Tại sao anh sợ tôi buồn khổ khi được anh coi là người bạn tri âm chứ? Cô Thu à, tại vì tôi không muốn gieo vào lòng cô một niềm hy vọng, trong khi
đôi lòng vẫn dời dời vẫn xa. Anh Tấn, như vậy là trong lòng anh không có một chút nào tình cảm của em sao anh? Cô Thu, những gì tôi muốn nói thì tôi đã nói hết rồi. Tôi chỉ mong là cô thông cảm và hiểu cho tôi. Anh Tấn, những lúc đêm về mình tôi độc hành lang thang trên phố vắng, ánh đèn nhạt nhòa hắt hiu đời tôi, từng cơn gió cuốn trên lá vàng rơi, đường khuya phố vắng tôi sẽ về đâu, chẳng có ai đợi chờ. Bụi cây đắng, chúng ta sẽ là bạn của nhau. Chúng ta chỉ là bạn mà. Quên nữa, cô Thu à, còn cái áo. Ê, cái trời, em làm hết hồn vậy? Trời, không ngồi. Ủa gì vậy? Sao tự nhiên em khóc vậy? Ai làm em khóc? Hả? Gì? Quay qua em coi. Trời ơi, trời. Cái nụ vẽ tự nhiên là chậm nước mắt. Trả cái nồi vẽ cho anh đó. Trời ơi, cái áo của tôi. Trời, cái áo của anh mà rách chút xíu mà em đi lấy làm nồi vẽ à. Anh thích cái áo này lắm mà. Giá lại rồi. Ủa giá lại hả? Trời đất ơi, công nhận nha, ai khéo tay hết biết được giá đường kim mũi chỉ, khéo quá vậy ta. Thiệt tình. Thôi trả lại em đi. Sao vậy? Có mới rồi đó. Mặc áo mới đi. Mặc áo cũ còn chi nữa. Đâu có đâu. Mà áo này là của cô Thu. Ủa sao biết hay vậy? Tôi tức lắm. Anh có biết là mấy bữa nay á, tôi cố gắng tôi làm hết công việc nhà thiệt là sớm để tôi dành thời giờ tôi giá lại cái áo cho anh á. Trời ơi, tội nghiệp dữ vậy đó. Mặc cái kiểu gì mà lũng quá trời lỗ luôn á. Giá gần chết. Tôi tưởng á, tôi làm vậy á, anh vui. Ai ngờ đâu. Hả? Anh có niềm vui khác rồi. Đâu có đâu. Em nói vậy quan cho anh. Anh đâu có niềm vui nào khác đâu. Ở đây có mình em làm anh vui thôi à. Nè, em thấy không? Em mà lo phòng nè cho anh nè, dọn dẹp sạch sẽ nè, còn giá áo cho anh nè, còn nữa là ăn cắp cá kho cho anh ăn nè. Trời ơi, anh không cảm ơn em thôi chứ tự nhiên khi không anh phụ lòng em làm sao? Gì lắc đầu. Nè, nghe anh hỏi nha. Sao tự nhiên rồi em lo cho anh dữ vậy? Trời đất ơi, lo từng miếng ăn giấc ngủ, rồi lo giá áo nữa. Tại sao vậy? Tại em sao? Tại em thương anh. Bắt đầu nhìn tôi bằng cặp mắt khi dễ nữa nè. Đâu có khi dễ.
thiệt. Tôi biết mà, tại tôi ngu tôi dại thì tôi ráng chịu mình ơn. Đừng có, em đừng có nói gì. Tại tôi có cần ai an ủi tôi đâu. Không phải, tại vì em làm anh bất ngờ quá à. Em nói em thương anh là tí à. Anh đâu có gì đâu để em thương. Anh chỉ là một văn sĩ nghèo, tay vẫn quần tay trắng. Sao tự nhiên em thương anh vậy? Nè, em nhìn đi, anh đâu có gì để em thương anh đâu. Sao em thương anh? Cũng bình thường thôi. Cũng thường thôi. Mà không biết làm sao, cứ mỗi lần gần anh á là tôi thấy thương, mà xa anh á là tôi thấy nhớ. Tí à. Chắc tại mình cũng như nhau. Anh đã hiểu lòng em qua câu nói gần xa như trách móc như giận hờn, nhưng lo âu chăm sóc ân cần. Tí à, nhưng mà anh vẫn giả vờ như đời này anh vẫn trắng đôi tay. Em biết thương anh là em dại dột, vua khổ đau dòng sống. Trong cõi đời này không thể nào che giấu được tình yêu đôi lứa. Tuy chẳng nói ra nhưng anh hiểu được lòng của đôi ta đã nguyện cùng nhau chia sẻ chuyện vui buồn. Đời anh ở trọ quanh năm, còn em ở anh cũng cố vươn lên bằng cái nghề viết sách nè, nhưng mà chưa có bao giờ may mắn mỉm cười với anh. Những lúc đói lòng ngồi mẹ chữ làm cơm, có mỗi bạn thân tôi mà anh còn lo không nổi. Vậy thì thử hỏi làm sao anh có thể tìm được một tình yêu trọn vẹn. Sao lo? Thân cúc côi quen rồi bao khó nhọc, dầu mai đây có ra sao em nguyện chẳng mang. Vì yêu anh em vẫn tin ngày mai tươi sáng, nhưng chúng mình tay trắng thì sao dám mơ ngày mai. Anh Tấn ơi, ông bà mình nói á, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Ha. Anh hãy giữ tin một ngày mai tươi sáng, với một ức mèo tranh và hai người.
thực tế hai đứa đắng tay thì em ơi đừng đi em xa giờ. Em nói thiệt với anh đó nha, bây giờ hả em cũng làm thân ở độ à. Mai mốt mà mình có lấy nhau rồi á, em quyết định là ở độ không công cho anh luôn. Trời đất ơi, đi ở mướn có công mà còn không đủ sống. Em tính như vậy chắc có lẽ là hai đứa mình đói quá em ơi. Nhưng mà với anh á, em tình nguyện làm người giúp việc. Vậy hả? Miễn trọn cái đời mình ở cạnh bên nhau. Em nói sao? Em nói là đối với anh em trọn đời ở đời không công. Không công luôn. Miễn sao trọn đời hai đứa mình bên nhau. Miễn anh vui là em vui à. Trời ơi, sao nó dễ thương gì đó. Trời ơi trời. Em à, dạ. Em nói làm anh vui quá à. Nhưng mà có một điều. Dạ sao anh? Anh hỏi em nè, tại sao em có bằng trung học nè, em có bằng thư ký nè, sao em không kiếm một cái nghề nào cho nó phù hợp với là cái bằng cấp của em mà tự nhiên khi không em vô đi em ở đợ chi rồi còn để cho người ta, để cho người ta khi dễ, để cho người ta mắng nhiếc, đúng không? Chứ gì nữa. Em biết, em biết với cái bằng trung học và khả năng đánh máy của em, em có thể xin được một chân thư ký đó. Sao không xin? Nhưng mà không. Tại sao? Em quyết định á, quyết định là gì? Xin vô ở trong nhà này. Là tại vì tại sao? Tại vì sao? Sau này anh sẽ hiểu. Ủa gì lạ vậy? Sau này mới biết hả? Dạ. Còn giờ chưa cho biết hả? Anh còn thắc mắc một điều nữa. Anh hỏi em nè, tại sao quê quán em đâu? Quê em ở Sóc Sải, Hàm Long, Bến Tre. Trời đất ơi, Sóc Sải, Hàm Long, Bến Tre. Dạ. Xa dữ vậy? Nè. Dạ. Anh hỏi một câu nữa. Sao anh không thấy em có bà con cô bác gì trơn trọi vậy? Mỗi lần mà anh đi về quê, anh không thấy em xin bà chủ về quê thăm bà con. Làm sao? Dạ. Ba má em đâu? Bà con em đâu? Ba em hả? Ba em đâu? Ba em mất tích rồi, em mới có 3 tuổi à. Ba em mất tích hả? Ừ. Anh xin lỗi em, gọi là chuyện buồn cho em. Má em chắc còn phải không? Dạ, má hả? Má. Sao anh hỏi hoài nhiều quá. Chuyện của em nó buồn dữ lắm. Sau này anh sẽ hiểu. Sau này sẽ hiểu. Dạ. Ủa sau này phải hiểu nữa hả? Chứ giờ chưa cho biết hả? Gì kỳ vậy? Em ơi. Dạ. Tí chuột của lòng anh. Bữa nay anh vui quá. Anh thấy em hiểu được lòng anh, anh cũng hiểu được lòng em. Anh chỉ cầu mong trời Phật làm sao phù hộ cho em tìm được ba em nè. Dạ. Gặp được má em nè. Dạ. Để em có ba, có má, rồi có anh nữa. Để hai đứa mình mai mốt làm đám cưới ha, có nguyên một cái gia đình hạnh phúc. Em chịu không? Em cảm ơn anh. Từ lúc quen nhau đời vui biết vẫn ngại khi mình còn trắng đôi tay, chỉ vì chưa nghèo vướng mang. Đừng nói chi câu hẹn sang với nhau, hẹn đến mai sau tình ta khắc sâu. Mong ước đơn sơ mình thành duyên nợ, ước vọng chỉ bấy nhiêu thôi, chúng mình suốt đời gần nhau. Mong ước đơn sơ mình thành duyên nợ, ước vọng chỉ bấy nhiêu thôi, chúng mình suốt đời gần nhau. Tí ơi, suốt đời này em sẽ mãi mãi ở bên anh phải không? Nói đi. Ê chết. Hả gì vậy? Chưa làm gì hết à? Cơm khét.
Chết cha con ghét. Trời ơi, bữa nay con ghét. Hôm nay tao bắt quả tang rõ ràng mày không có chối cãi nữa được phải không? Ê, bắt quả tang gì mày? À, thì ra cái nhà này gì? Mấy ai phải chịu ăn cơm khét cơm khi là do mày là thủ phạm. Ê, đừng đổ thừa chứ. Còn cô đầu bếp tán hưu tán dưỡng, cho nên tụi tao phải ăn cơm khét chân sâu. Nè nè nè, mày đừng có vu khống mà nha. Hỏi ông tao mà làm chân cho tao đi. Mày đừng có nói vậy tao chịu đó. Dạ, áo mới rồi hả? Ủa mày tính mang cái này đem tiệm cầm đồ mày bậy bạ được phải không? Áo này của người yêu tặng cho tao. Mày đừng ăn ở bắt chừng. Mày biết cái áo này bao nhiêu tiền không? Nhiêu? Kêu người ta mua cho mày ra. Người ta ở đợi suốt đời mặt muối đỏ lem. Tao quên nói với mày, cái này không phải áo của cô Thoa tặng cho tao đâu. Ý cô Tí tặng cho tao đâu. Ai tặng cho mày? Trời ơi, tao nói ra chắc mày hết hồn luôn. Ai? Này, sao? Mày có đoán được ai tặng tao không? Trời ơi, mày ơi, mày biết bao nhiêu cô làm sao tao biết? Hồi nãy tao nói với mày là người yêu tặng cho tao đúng không? Ừ. Mà cái này cổ yêu tao, tao không dám yêu cổ. Tự nhiên cô mang cô tặng cho mày. Ừ. Cái cô đó đâu? Tên gì? Ở chung nhà trọ với mình nè. Ở chung nhà trọ với đi mình. Đi sớm về khuya. Đi sớm về khuya có nghĩa môi, là môi đỏ đó. Cô Thu. Trời đất ơi, cô Thu bắn ba đó. Cô Thu bắn ba. Tao không ngờ cổ tự nhiên cổ đem lòng cổ yêu tao. Như vậy là tặng cho tao cái áo gì nè. Kể từ bây giờ tao mừng cho mày. Sao vậy? Thì mày có người lo cho mày rồi. À? Tao với mày hết khổ nữa rồi, bắt đầu có người lo. Nè, không được vậy nha. Sao? Mày đừng có xúi tao mà là quen với cổ đậm môi tiền ra đưa cho mày à. Mày nói bậy, tao mới nói chơi có con cái mà mày làm dữ. Nó chơi quá. Kỳ vậy? Trời đất ơi, đây nè, nói chơi với mày, bữa nay không phải khoe với mày đâu, tiền một túi nè. Ê, bữa nay có tiền hả? Trời đất ơi. Ở đâu vậy? Thì nhạc sĩ mà lão có ế quá thì cũng phải đi làm theo chú Tư rồi đi làm công. Ai mướn cái gì làm ra tiền là tao làm. Tại đó quỷ tên mày theo chú Tư hút rác hả? Mày hút rác cũng được, ai mướn làm cái gì làm đấy. Cha, nhiều quá vậy ta. Hai sắc luôn. Trời ơi, hai ghim luôn. Để chưa? Sao tiền lẻ không vậy? Thì lẻ chẳng gì mình cũng xài được. Chai hia. Đây, chia hai cho mày xài. Ê, không được. Tại sao? Cái vụ này không được mày ơi. Sao? Trời ơi, tao nói cho mày nghe nha. Ừ. Mày phải coi chừng lại cái dĩa mứt gừng của mày á. Cô Thoa đó. Tao thấy đó là hồi sáng này á là con của ông chủ trại gà cái gì mà con gà cồ gì đó. Tới đây nè, trời ơi, thăm dò rồi. Có tình ý muốn cúp tay trên mày đó. Thì bây giờ người ta muốn làm gì ta làm rồi. Bây giờ gia đình nó không đồng ý, mình nghèo quá, ta không gả mình thôi chứ ta làm mày gì. Mày ngu quá, đâu phải nghèo là cái gì cũng không được đâu. Bây giờ làm sao hơn? Bây giờ nghe lời tao nè, mày phải biết nịnh ông già vợ. Nịnh bằng cách nào? Bây giờ vậy nè, mỗi lần mày đi làm với ông Tư hốc rác về phải không? Rồi. Ví dụ mày có hai ghim. Rồi. Mày chia cho ông ghim. Mỗi lần mày làm có hai ghim, mày chia cho ông ghim. Chia cho cha già đó. Thì cho. Mày chia cho cha già đó bảo cha đảm. Cha già nào? Cha già nào vậy anh Tấn? Tao đâu có cha già nào đâu. Ý như anh nói là cha già rô. Rồi cha già chuồng. Cha già bích. Cha già cơ. Cha già trong bộ bài. Trong bộ bài đó em. Cha già trong bộ bài. Thôi tôi đi. Ở đây lát nữa tanh bạch không được đâu. Dạ thưa cô Thoa, dạ tôi phải lên tòa sản. Chào cô. Nè nè, còn cái vụ đó mày làm sao mày làm nha. Rồi, mày đừng có đưa tao vô cái con thế kẹt nha. Rồi. Trời ơi, làm đi. Thôi. Anh Thành. Dạ dạ ở đâu rồi? Đó. Thấy chưa? Rõ ràng rồi. Vậy là từ nãy giờ anh với anh Tấn nói chuyện là kia ba tôi là cha già mà. Anh xin lỗi em, anh quen cái miệng theo Tấn nó nói là anh nói theo cha già này đây. Hồi nãy anh nói vấn đề bộ bài già này kia thôi chứ đâu phải già đó. Đây nè, ba em đi rồi. Yên tâm, ba em đi rồi thì yên tâm phải không? Hôm nay anh cũng hên, anh nói cho em nghe nè, anh có mới sáng tác được một bản nhạc mới nhưng mà anh chưa có vợt gì hết trơn á. Sẵn đây không có ba nhà em ngồi em vợt với anh cho nó suôn sẻ rồi xong xuôi đàng hoàng, các anh em tòa soạn. Khi bắt đầu tò soạn ta đồng ý rồi, khi ta đưa cho anh chút đỉnh tiền xài nó đỡ. Thấy không? Bài mới không? Bài mới em ra đây. Rồi. Đây. Em giật với anh đi không? Đó. Đâu? Đây. Đây có liền. Đây. Rồi. Rồi bây giờ anh giật trước nha, anh vào trước một vài cái nốt rồi em theo anh nha. Dạ. Rồi. Thank you.
nè, thấy không? Anh giật. Dạ. Anh viết cái bài gì nhạc này sao anh thấy nó giống tâm trạng của anh quá vậy, không biết nữa. Ừ, cái bài nhạc này hay mà sao buồn quá à? Buồn sao không buồn em? Là vì em sắp đi lấy chồng rồi, làm sao anh không buồn? Hả? Ai nói với anh? Còn giấu cái gì nữa? Thì mấy bữa nay cái cậu tính gì đó, con của ông chủ giám đốc hãng gà tre, gà cộ gì đó, rồi cứ tới đây hàng ngày, rồi ba má em cũng đồng ý, rồi đưa, rồi đón, rồi chấp nhận, rồi cái gì đó, nghe nói gì chọn ngày cưới gả gì đó, thì làm sao mà anh vui được. Trời ơi, người ta hỏi là chuyện của người ta, còn đồng ý hay không á là quyền quyết định của em. Nhưng mà áo mặc sao qua khỏi đầu em? Nói vậy á, làm gì làm anh cũng phải tin tưởng em chứ. Làm sao anh tin được? Trong khi anh chỉ là một thằng nhạc sĩ trắng tay, Còn em là con của một chủ phố giàu dù biết rằng em vẫn yêu anh bằng mối tình chân thật, nhưng anh vẫn sợ một ngày kia duyên nợ không tròn. Vẫn tin rằng em yêu anh tha thiết, nhưng ba má em lại chồng chọn cho em một người chồng tốt mà giàu sang, chứ đâu gả cho thằng nhạc sĩ nghèo.
những tình yêu chân thật của chúng mình. Thời gian sẽ làm cho ba má em thay đổi. Thời gian sẽ giúp cho con người ta chứng minh được lòng chung thủy. Nhưng thời gian cũng sẽ là cơn giông bão làm rã tan đi nghi bao. Hoa ơi, anh yêu em và tình tướng đồng kinh. Nhưng sống giữa nơi phồn hoa đô hội, anh thấy có những người nghèo mà phải nuốt lệ lìa xa. Không lẽ hai đứa mình rồi cũng như hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Hai chúng ta chỉ là hai nghi hạt cát bị dập dồi trong cơn lốc xoáy của phồn. Anh Thành, anh hãy tin em đi, em sẽ tìm bằng mọi cách để cho hai đứa mình đạt thành sở nguyện. Nhưng mà anh nói thiệt với em nha, nếu như mà anh với em mà có chuyện tình, mà nếu anh với em mà thương nhau mà không có trọn vẹn, chắc anh chết quá. Trời, chắc anh đi tu quá. Trời, sao nói chuyện sao giống Lan và Điệp quá vậy? Tự nhiên cái anh bị nhiễm cũng hơi nhiều đó em à. To anh Thành em. Lời sắc son để anh vững lòng tìm bước tương lai. Nào mong chi quyền quý cao sang, lời thề xưa nào dễ phai màu. Trọn đời yêu chỉ mình anh. Đời lắm phong ba nhưng lòng thiết tha, ước nguyện sau này mình sẽ nở. Mình yêu nhau thề có trăng sao, dù mai đây đời có đôi thay, một lòng em mãi chờ. Mình yêu trăng sao, dù mãi đây đời có đôi thay, một lòng ta mãi chờ nhau. Quên gì nữa? Trời ơi, nhớ lại em dặn nha. Dặn vụ gì? Nói rồi là phải hứa, anh phải tin em, không được đầu hàng với số phận. Anh không bao giờ anh đầu hàng với số phận. Vậy thì tốt. Đây nè, anh nói cho em nghe này, làm sao anh đầu hàng được, đâu mất tiêu rồi. Đây nè, đây nè. Em thấy không? Trời đất ơi. Trời sao? Lúc này mày đặt mua vé số nữa. Trời ơi, anh lượm. Đừng nói cho cười. Lượm hả? Anh lượm, anh đi làm anh lượm được. Nó hên đó em ơi. Không hên đâu. Tại sao không hên? Xui. Sao mà xui? Số vậy sao trúng? Tại sao vậy? Coi nè, 3 3 3, 4 4 4. Trời ơi, mấy cái bỏ. Số này nó mới vô bất tử lắm á. Nhiều khi anh nói cho em nghe nha, nhiều khi hoàn cảnh của anh như vậy đó, rồi ông trời ông tự nhiên ông thương cái, tự nhiên ông nhìn anh cái, mà ông nhìn anh rồi thì anh trúng số. Anh giàu, anh sang lên, lúc đó ba em sẽ không còn giết còn đánh anh, sợ anh, thương anh mà nể anh luôn, thấy không? Nể anh nữa hả? Không sợ. Đó, thấy không? Anh Thành. À, sợ quá rồi. Sợ nhất là ôm gái tôi. Ba. Dạ thưa bác. Vào trong. Dạ. Vô. Dạ. Yeah.
con xin lại bác. Dây, bác. Dạ mời nhạc sĩ ngồi. Dạ thưa con không dám đâu bác. Dạ con đứng đây. Không, giờ không dám. Vậy mà ôm gái tôi dám hả? Gì đâu không dám. Nãy không có tôi ở đây tự do nói chuyện mà. Ta nói không sai mà. Vắng chủ nhà gà dọc niêu tôm mà phải. Mời, mời ngồi. Dạ, dạ con cảm ơn bác. Nãy cậu nói gì á? Tôi vừa tới cửa tôi nghe cậu nói gì tôi không dám giết cậu. Nể cậu, tôi sợ cậu. Đúng rồi, tôi đâu dám giết, giết chỉ cho ở tù. Phải không? Tôi chỉ xin trên mặt cậu vài cái thẹo thôi à. Bác, thưa bác, bác thưa để con. Để xóa đi cái gương mặt đẹp trai của cậu. Dụ dỗ con gái người ta. Dạ thưa con, cái thôi yêu nhau thật sự đó bác à. Im đi. Vô đây. Đây là tư thẹo. Một thẹo, hai thẹo, ba thẹo. Thôi được rồi, nói chung là nó bốn thẹo, gọi là tư thẹo. Xử nha. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông định làm gì tôi vậy? Đánh mày với làm gì mày? Ông quên. Đánh mày vô làm gì mày? Đừng đánh nó. Để thẹo trên mặt nó. Không. Cái bàn tay này có cái vị sát nhân. Tiền. Hả? Tiền. Tao đưa mày rồi. Mày nói đưa có 2,000 là đánh nó. Bây giờ rạch mặt nó đưa thêm 5,000 nữa. Mày sao lợi dụng làm tiền không à? Thôi đi, vậy được rồi. 5,000 nữa. 3,000 được không? 5,000. Rồi 3,000 chính đi. Chờ chút. Nghe biểu mày. Dạ. Rồi. Mày có 4,950 không? Dạ. Dạ còn có 50 mà để trên phòng á. Lát lấy đưa 50 tao cho mày góp 4,900 á. Biết chi không? Dạ để làm gì? Tao rạch mặt cha keo kiệt rồi coi. Nó chơi mày làm gì hả? Mày sao mà ưa giận quá à? Tôi nói chơi thử coi mày có làm sao. Làm. Để lên. Lâu đổi ý rồi. Nè. Đủ. Rạch mặt nó ra. Cho mượn dao lam rồi. Hả? Sao đi hành nghề mà không có leo mình. Nãy biểu đánh công rồi đâu có nói rạch mặt đâu. Bây giờ rạch mặt đâu có đem dao lam tao đâu. Được rồi, chờ chút đi. Nói chứ có đem đồ nghề theo. Rạch trời ơi, ông ơi tôi xin ông đừng rạch mặt tôi. Sao ông mày? Rạch mặt tôi là tôi ông thành bà con rồi khó coi lắm. Cặp quê không mày không. Ý mày nói tôi rạch mặt mày. Mày giống cái thẹo giống tao thành anh em à. Dạ. Không dám đâu, tôi rạch nát cái mặt mày luôn. Lấy ông gì ơi. Mày giống tao được miệng. Ông ơi, ông mày đứng yên, tao rạch mới đẹp nghe. Mày chạy vòng vòng là tao rạch xấu ráng chịu nghe mày. Dạ. Đứng yên coi. Bơ người ta. Bơ trời. Bơ cái gì? Rạch ai? Chú Tư. Rạch tao nè. Đứng yên đó. Dạ. Đi đâu hả? Đồ hốt rác đi đâu hả? Vô đi hốt. Tôi mưa anh. Ông mày. Cái gì? Cái gì? Nói cái gì đó, nói luôn đi. Tôi ở ngoài kia không quét, sao vô đây quét chi vậy? Ngoài kia sạch rồi. Trong này còn 2 con chuột phải vô quét cho sạch luôn. Mày. Cái gì vậy Thành? Dạ, mấy ông này đòi rạch mặt con hả chú Tư? Rạch mặt? Dạ, mà con đâu có làm cái gì chú Tư. Cha cứ... mẹ người ta sanh ra không ai rạch. Ở không lấy dao rạch người ta. Mày rảnh quá ha. Tránh chỗ đi, lỡ lấy tiền rồi tránh chỗ. Mày là cái thằng đi rạch mặt chứ gì? Đúng vậy. Mày tên gì? Tư Thẹo. Thứ Tư. Trên mặt có một thẹo. Khỏi giới thiệu. Đây cái thẹo thứ hai. Đây thẹo thứ ba. Còn đây đừng dở ra. Thứ Tư phải không? Đúng. Bị người ta chém có thẹo là Tư Thẹo. Đâu có chém người ta đâu. Tránh ra cho mừng ăn coi. Nè, tôi nói cho ông biết nha. Đừng có ỷ vào mà ăn hiếp những cái thằng nghèo như vậy. Cái gì? Có gì? Tiền
thì mình đi làm từ thiện thì hay hơn. Đi mướn mấy cái thằng này đi chém người ta, đẹp đẽ gì làm những chuyện này. Đừng xen vào chuyện người ta. Tôi thấy chuyện bất bình, tôi xen vô. Tôi theo xử nó. Khoan. Bữa nay chú sát sanh nha con. Hồi sáng tao đi coi tử vi rồi. Tao là nghề hốt rác, nhưng ngày nay tao bỏ nghề hốt rác, tao đi hốt xác. Sự đó. Sự hả? Ông ở đó, ông chờ tôi. Con à, dạ. Có chuyện gì con lo đám giỗ cho kia nha, chứ không phải lo cho tao. Bình tĩnh, mấy cái chuyện này nó đụng hàng ngày. Nè, giặt ra nè, tới đó nè. Bình tĩnh đi. Đây, tao quýnh mà tao đâu có thở. Đây, nhẹ nhàng nè. Chơi kỳ quá à. Con can chổi thôi mà thay đổi hả? Trời ơi, hồi nãy anh để dàn trên em đỡ được, anh quất xuống dàn dưới em bó tay luôn à. Giờ ông muốn đổi hệ giống nó không? Trời ơi, muốn không? Muốn người đánh người hay lắm hả? Giờ mày muốn sao? Dạ. Mày muốn tao chọt thêm cái nữa hết ăn cơm không? Dạ thôi em xin lỗi anh. Dạ em có mắt không chồng. Dạ xin lỗi anh. Xin lỗi cái gì? Nó có đồ chó cắn. Cái đồ ông nói ai? Ông nói ai? Chó cắn. Ông nói ai? Tôi chửi tôi thẹo à. Ủa làm gì chửi em? Thì ráng chửi cho tao nữa, cho mày 200. Vậy hả? Nhớ bỏ chị... nghề nha. Dạ. Không được. Ý thấy người có tiền là lấy tiền đi chém người ta. Dạ. Bỏ cái nghề này không có tốt đẹp gì hết á. Biết dạ. Chưa? Lần này tôi rồi. Tha nha. Lần dạ. Sau là tao có tha mày nữa đâu em. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Đi vậy đi. Nãy nói rồi nó làm được một cái xúi xúi rồi. Hả? Gì? Mày trả tiền cho tao mày. Lấy tiền người ta sao không trả? Chưa làm được cho mới trả tiền cho tao chứ. Tiền của ai? Dạ của ổng. Nó không có được quyền làm như vậy. Đúng. Cho mày luôn. Dạ, cảm ơn anh. Bỏ nghề. Dạ. Nhớ làm lương thiện. Đừng dạ, có làm những chuyện này nữa. Đi đi. Tao dạ, giải quyết cho. Dạ để em thu hồi hiện trường ạ. Dạ. Trả lại sự trong sạch. Dạ. Em xin lỗi anh nha, tại gia này suối chúng tôi nãy vô em cua anh rồi đó. Trời ơi, Quỳnh đâu có cái, Quỳnh đâu có cái căn chổi thôi mà thay đổi thì tốt quá ha. Rồi vậy mình rồi suối đang cướp tiêu thôi ha. Được rồi, cái chuyện đó kệ người ta. Từ đây đến sau tôi cảnh cáo ông còn ăn hiếp thằng Thành, tôi không tha cho ông đâu. Cái gì? Mày nói gì đó, Thành? Đánh hồn, đúng rồi, hơi với tao. Cái đồ trời đánh, cái đồ ăn cướp. Ta bán gà, chứ ta không bán trứng. Của con mà. Con này thiếu ở tay mày hết rồi. Chuyện gì thêm. Ủa tự nhiên, khoan, từ từ. Xoài gặp gió thì nó phải rụng, làm sao tụi này biết được. À, ông có biết tôi là ai không? Là ai? Kiếm cái gì trên đó? Trời, có trứng trời. Con trâu cái, hiểu không? Hiểu con trâu cái, có chữa không? Hãy cùng thư giãn với nụ cười dân gian, phát sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy và phát lại lúc 15 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTVC Thuận Việt. Cô ta mà xin ngang đừng với Lý dạ, Bạch à. Quá hay. Ủa mà Lý Bạch là ai? Hai cọc hai bên, khuyển trên, quả dưới. Chữ gì? Cày phui. Bất nhân đã, tất thiên đã. Chẳng qua là trời sinh ra thế. Gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Đúng không ông? Ủa vậy con gần mực hay gần đèn?
thì coi như hên xui đi ông ha. Bây giờ là tới giờ ăn cơm rồi. Mà con cho nó ăn hàng giặt như vậy làm sao nó ăn cơm được? Con rất nó thích thì nó ăn, má đâu có sao đâu ăn con. Em không tin anh xin cưới em. Đây, đây, không cho ăn luôn. Gì vậy? Thôi đi về đi, khỏi cưới luôn đi. Trời đất ơi, chậm quá. Khỏi cưới đi, khám sức khỏe mới được cưới. Phải có sự là chăm sóc lấy cho người vợ nó có tinh thần. Tinh thần để làm cái gì? Quán xuyên cái nhà. Bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ nó vậy đi. Giờ chiếc tài sản đi, bây giờ tôi lấy cái nhà nè, anh lấy cái xe con máy đi. Bây giờ hả, anh lấy cái tủ lạnh này, tôi lấy cái bếp. Rồi bây anh lấy cái giỏ sen, tôi lấy cái toilet. Bây giờ chỉ nên đồng đều hết rồi, không nói gì nữa trơn á. Đấy, cái này cũng là một trong những nguyên do giận hờn nè. Nó nói đàn ông ấy gia trưởng lắm, đi làm cả tuần lễ. Lẽ ra thứ bảy chủ nhật cái nhà lý vợ với con, đưa vợ con đi chơi nhưng mà không hề. Và nhiều vấn đề nóng hổi và cấp bách khác nữa đã, đang và sẽ diễn ra trong mỗi gia đình. Các chuyên gia tâm lý uy tín cùng những nghệ sĩ nổi tiếng sẽ cùng bàn luận và chia sẻ quan điểm riêng của mình về các vấn đề này trong chương trình Góc Hàn Huyên. Góc Hàn Huyên là diễn đàn để các chị em phụ nữ có thể chia sẻ thông tin và trình bày những quan điểm riêng của mình về các lĩnh vực trong cuộc sống như tình bạn, hôn nhân, tình yêu, gia đình, quan hệ giữa cha mẹ với con cái, đến làm đẹp, thời trang và sự nghiệp. Bộc bạch cái nỗi niềm của mình đem đến giữa nghệ sĩ và khán giả một câu nói. Và qua đó thì cuộc sống vợ chồng sẽ được hạnh phúc hơn. Ở nơi đó tìm được những hạnh phúc, những cái giá trị rất là thiêng liêng, đó là hai tiếng gia đình. Hàn Huyên sẽ là người bạn của mỗi gia đình. Xin mời quý khán giả hãy đón xem chương trình Góc Hàn Huyên phát sóng định kỳ vào lúc 19:30 thứ bảy hàng tuần và phát lại lúc 23:00 chủ nhật trên kênh HTVC Phụ Nữ, Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 22/10/2011. Câu chuyện bắt đầu khi tôi chuyển tới Bing Lake, một thị trấn xinh đẹp, con người thân thiện và một con gấu xám khổng lồ. Josh muốn giúp đỡ gia đình gấu xám một cách vô tư không vụ lợi, nhưng những toan tính của người lớn đã ngăn cản cậu. Trong 3 ngày tới mấy con gấu sẽ toi đời, anh và tôi sẽ giàu to. Liệu rằng với một con gấu mẹ đang giận dữ và những mưu mô của kẻ xấu, Josh và những người yêu thiên nhiên có thể đưa gia đình gấu xám về với nơi thuộc về chúng. Đón xem Gấu Xám Hoang Dã phát sóng ngày 3, 6, 15 và 26 tháng 3 trên HTVC Phim. Cái gì vậy? Không tôi ra mà ông chửi tôi đồ này, đồ nọ, đồ gì? Đồ bà ba chứ đồ gì đâu? Tôi đâu dám chửi bà gì vậy? Trời, tôi đỉnh tôi đau mà cũng không yên nữa, nghĩa là sao? Trời ơi trời, nhà cửa mà ông cứ làm cái gì đó tôi đau. Tôi đau, nghe không? Tôi biết rồi. Trời ơi, sao mà sống nổi với cái gia đình vậy đấy nè? Tôi đã nói bà rồi. Nói cái gì? Bệnh thì nằm ở trong phòng nghỉ cho nó khỏe. Nó ngộp gần chết mà biểu khỏe cái gì? Tôi hỏi ông vậy. Thằng này nó điên hơn tôi. Nào phải á, kiếm bác sĩ rồi cho thuê thêm nữa, trị bệnh điên tôi quá. Chắc cũng phải rồi đó, mai ông đăng báo đi là vừa. Trời ơi, cái nhà này loạn lên hết rồi. Mà ông làm cái gì thôi, nó vô trọng nó khóc tức ta tức tưởi trong đó vậy. Không làm gì đâu. Không làm gì sao nó khóc? Ôi, mà gái sắp có chồng bà ơi, nó vậy đó, chừng ngon canh ngọt cơm mà 3-4 năm á, cũng không có về thăm cha mẹ nữa. Trời ơi, ông nói chuyện hầu tôi lại. Cưng nó quá rồi chứ, nó hư. Làm gì hư? Nó làm cái gì? Đó, chỗ cha mẹ lựa chọn đàng hoàng là nó không có chịu, mà nó lại đi thương cái thằng bá dơ, nghèo xác nghèo sơ, cơm ngày hai bữa cũng chẳng có lọc. Vậy mà cũng bày đặt yêu đương dớ dẫn. Ôi mạt liệt mà không biết biết thân. Nó yêu ai ông nói tôi nghe coi, chuyện tài trời mà tôi nào biết nào hay.
bà chỉ biết cái xác cô bảy với xác mười gì đó thôi. Nè, ông đừng có nói nặng tôi. Chứ không phải sao? Chuyện đó là chuyện riêng tư của tôi. Tôi muốn đi thầy đi bà là tại vì ông thuốc men cho tôi mà tôi không hết, tôi sợ tôi bệnh tà. Cho nên tôi đi thầy bà để thầy bà cứu cho tôi. Đáng lý ông phải động viên cho tôi chứ. Có đâu mà ông lại nói mấy cái câu vậy, hết tình nghĩa rồi, đâu phải là vợ chồng nữa. Hả? Trời ơi tôi đau mà bây giờ tôi muốn chết rồi nè. Ông biết không? Ông còn muốn giết tôi đặng đi lấy vợ khác phải không? Trời ơi trời. Ào ào hả? Nói có một câu một thôi mà nói một dài vậy đó. Nó không phải sao? Cái chuyện trong nhà con tí đó còn biết kìa. Còn bà có biết cái gì đâu hả? Bà biết Thọ thương ai không? Thương ai? Coi được hả, gả luôn cho rồi. Con gái lớn rồi để nó trong nhà không khác nào như hũ mắm chình vậy, chứ không tốt lành gì đâu. Rồi bà nói nha, tôi nói ra bà phải gả liền nha. À. Nó thương cái thằng nhạc sĩ mướn phòng của nhà mình đó. Gì? Nhạc sĩ? Ờ. Nghèo thấy mẹ. Gả nó có môn rồi rồi đó. Chứ thôi được rồi, có lẽ đó các con cũng chọn, ông tính ông chọn phải không? Ông đồng ý không? Tự nhiên gả cho nó hả, đặng rồi đi 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 cho chồng là cầm cái đờn, vợ là cầm cái nón ra chợ phải không? Không được, phải lựa chỗ đàng hoàng, môn đăng hộ đối, giàu có bằng nhau, mướn người thanh tán nó cho tôi. Rồi hết 7,000 rồi. Sao? Mướn người thanh toán đó mà chưa thanh toán là ông Tư hốc rác vô thanh toán đó rồi. Thì ông bay ra ông thanh tán cho Tư thanh tán hốc rác đi. Đặng ơi, ông Tư hốc rác ông chuyển hệ tôi nữa hả? Trời ơi. Thôi bà ở nhà đi, tôi qua bển rồi tôi bên ông chủ hãng gà đó, tôi qua năn nỉ người ta. Ráng đi, nói cho được á, mà thấy không được à thôi cũng ráng năn nỉ nghe ông. Trời ơi trời, tôi bệnh mà sao nó triền miên đủ chuyện hết á. Biết ta có đồng ý hay không đây nè. Không đồng ý thì lại ra đi. Tôi cũng định vậy đó. Trời ơi là trời, tôi đau tôi bệnh mà không có yên ổn gì hết, làm sao tôi hết bệnh được. Trời ơi là trời. Trời ơi, nằm trong đó nó ngổn thở gần chết luôn. Má. Gì nữa? Ông nội ông nói con gì? Con. Ủa? Mẹ. Trời ơi. Má à, sao rồi má? Má có đỡ nhiều chưa má? Đỡ cái gì mà cứ kỳ lắm con ơi, lát tỉnh lát mê mà nó làm gì đâu á. Tao bây giờ cái đầu tao nó làm như nó kỳ cục lắm, tao không biết. Má, bà có sắc thuốc rồi đó, con tí nó đang sắc thuốc. Trời ơi, thuốc men cái gì mà không có đi hốt hoài. Hốt cái gì mà tao uống không được mà hốt cái gì mà hốt. Má ơi, má bệnh á, má phải uống thuốc mới hết bệnh được chứ. Trời ơi, thôi để cho tôi đi thầy đi kiếm thầy. Chết cha. Cái gì? Tới giờ rồi. Tới giờ đi đâu? Dạ lên lầu. Lên lầu làm gì? Ghi dò số. Trời đất ơi, đó con cái vậy đó, làm sao mà tôi bình yên được, làm sao mà tôi tu được, tôi không thể nào hết. Trời ơi là trời. Dạ thưa bà. Gì đó đây con quỷ? Ủa? Dạ con mời bà uống thuốc. Sao ngày nào mà cũng bắt tao uống thuốc vậy? Dạ. Mày giống con quỷ quá. Bà ơi, bà ráng uống thuốc cho mau hết bệnh nha bà. Trời ơi, uống cái gì mà thấy mấy trăm tháng rồi có nước hết gì đâu mà nó còn nặng hơn nữa mày. Không có đâu bà ơi. Bây giờ tao sắp sửa tẩn rồi. Bà ơi, bà yên tâm đi. Thuốc này á là ông lên tuốt ở trên Tây Ninh á. Có ai á chỉ ông là thầy này hay dữ lắm. Hốt về cho bà uống thử, bà hết bệnh đó bà. Bà uống đi bà. Rồi. Tây Ninh á. Con Tây Ninh. Con thấy mặt bà lúc này xanh xao dữ lắm. Sức khỏe của bà không có được như xưa đâu bà. Hả? Xanh xao dữ lắm hả? Dạ. Trời ơi, đưa tao coi. Xanh thiệt. Ốp nhôm ốp nhách à. Phải vậy. Mỗi lần cái mặt tao bự tròn như cái bánh tiêu vậy đó. Nay nó móp hủng vô rồi. Trời ơi trời, chết rồi. Bởi vì bà phải nó uống thuốc. Nó lần mòn thôi. Bà phải uống thuốc mới hết nữa, bệnh nha bà. Cũng uống thuốc. Con lo cho bà lắm bà ơi. Ủa mà sao mày lo cho tao? Tại con thấy bà, con nhớ tới má của con lắm. Gì? Trời ơi, nữa rồi, tôi làm sao yên ổn? Cái này tao thấy mỗi ngày á, lại đây nè. Nó vô nhà tao nó nói à, bác ơi, bà ơi, chú con đau, thím con ơi,
ba con ngựa. Nói là nó đủ thứ chuyện rồi xin tiền. Dạ ý mày xin tiền phải không? Dạ không có. Chứ con lao cho bà mà bà. Con muốn cho bà mau hết bệnh mà bà. Trời ơi, ủa mà tới. Trời, tao nhớ hồi mày mới vô nhà tao mày làm, mày nói mày không cha, không mẹ, cụ bơ, cụ bất. Bây giờ tự nhiên cái mày nói mày tao, mày thương tao là tại vì tao giống má mày. Con ơi, bà nội rành lắm rồi con. Dọc thứ con quen mà ở đó mà trời ơi. Làm như là tao không rành nhé. Ở Sài Gòn này tao nói thiệt mày, cái đầu tao mày lúc lắc nó kêu cấp 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 cẩm á. Sạn không à mày ơi. Cho tao nằm yên chút xíu bà đi ơi. Trời, con đâu phải là một đứa con quan. Chứ mày không quan mày gì. Con cũng có ba, con cũng có má. Nhưng khi ba con chẳng may vướng vào dòng lao lý, thì người mẹ nỡ nhẫn tâm bỏ rơi đứa con còn măng sữa mà đi theo tiếng gọi của kiếm tiền. Bà đang sống trong cảnh đoàn viên êm ấm gia đình. Bà hãy tưởng tượng xem cảnh một bà già tóc bạc, con ở tù, còn dâu lại bỏ đi, mong đứa cháu trên tay mà năn nỉ người ta cho phu thiếp. Cần khóc nhớ con tuổi cho đứa cháu, cần thương thân nên mắc phải lừa. Ủa, nãy giờ mày nói gì hả? Gì mà tao không có biết nghe cái gì hết á. Mày kể lễ cái chuyện gì vậy? Mày nói lỡ tao nghe quá. Dạ, mày kể lễ rồi mà riết mà tao xuống sắc nè. Chứ tao có bệnh hoạn gì đâu mà ngày nào mày cũng bà ơi uống. Mày nghĩ giùm tao quá. Con, tại con nhắc tới má con cho nên con mới khóc. Chứ con đâu có dám xin xỏ lòng thương hại của ai đâu. Người ta sinh ra mà người ta còn bỏ được, kẻ gặp gỡ qua đường đâu có ai rồi rảnh để mà thương. Con chăm sóc bà vì con tìm thấy niềm vui trong công việc đó. Chứ con không có dụng tâm xinh xỏ, bà khỏi nhọc tâm ngăn đón làm gì. Bà ráng uống đi bà. Bà ráng uống cho mau hết bệnh, rồi bà vào trong nằm nghỉ. Chứ mà ở ngoài này gió mái tuổi mà bà trúng gió, con buồn biết bao nhiêu. Trời ơi, tao đã nói tao không uống rồi. Bây giờ mày còn trù ẻo, tao ngồi người này cho trúng gió tao chết phải không? Dạ con không dám mày, đâu bà ơi. Mày đi ra khỏi nhà tao đi. Bà tao ơi, lại mày đi khuất mắt cho tao đi. Mày đi cái tự nhiên tao hết bệnh nè. Tao bảo làm bà mày ơi, vậy đó. Mày con... đi giùm tao đi. Dạ, trời dạ, ơi. Dạ con đi, con đi. Trời bà, ơi, con xin lỗi bà ơi. Sao tôi bị hát bà hoài vậy nè. Thánh thần thiên địa ơi, cứu giùm con coi. Con chịu hết nổi rồi. Tao đã nói mày đi cái con này chứ. Ông ai hả? Dạ thưa bà. Mời ông lên đây ông Kiếm Ai. Dạ có phải nhà này là nhà của ông Thoại không ạ? Dạ ông Thoại chồng tôi. Dạ. Dạ. Dạ tôi đọc báo thấy ông nhà đăng báo tìm thầy trị bệnh cho bà. Ồ vậy. Cho nên tôi mới đến đây nè, mai ra phước chủ mai thầy. À dạ 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 mời thầy. Mời thầy lên đây. Dạ mời thầy lên đây ngồi đây uống miếng nước trà rồi nói chuyện. Dạ. Trời ơi thầy. Bởi vậy tao nói làm như tần số nó dính với nhau vậy đó. Cái gặp ông cái tôi khỏe liền vậy thôi, nãy giờ tôi muốn chết luôn vậy đó. Dạ mời thầy dùng trà. Dạ 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 cảm ơn bà. Xin lỗi hỏi thăm thầy vậy chứ thầy tu ở núi nào hả thầy? Dạ tôi đang theo học đạo ở núi Cấm á bà. Tôi rành núi Cấm lắm.
Ở Yên Tử phải không? Dạ không, núi Cấm ở Châu Đốc lên đó bà. Ủa sao tôi đi xa dữ vậy cả? Đâu có gì đó. À tha nhớ rồi, ông nói tôi nói thiệt chứ ông tôi nó bây giờ nó làm như nó sao đâu á. Núi Cấm là tất nhiên ở ngay Cù Bà đi lên chút lắm phải không? Dạ. Đó tôi nghe hoài mà chưa có đi được. Dạ. Chà ông tu trên đó nghe nói đẹp lắm phải không? Dạ. Hèn gì cái da mặt ông đẹp quá. Dạ. Dạ thưa ông. Đó bây giờ bà kể qua cái bệnh của bà tôi nghe thử coi. Không biết sao thầy, thuốc men không biết là bao nhiêu mà nói thiệt chứ thầy. Chồng tôi ông cũng tốt lắm. Ta nay thuốc men mà thầy bà chỉ ở đâu cũng lợi mua uống cho tôi uống hết á. Mà sao không biết sao tôi uống riết rồi bây giờ nó làm như cái sợi dây số 6 này nó đứt rồi. Cho nên là có khi tôi muốn nói cái gì tôi nói mà tôi nó khi quên khi nhớ mà nó chập chờn mà nó kỳ cục lắm. Nó làm như có ai dựa tôi ha cái gì đó mà tôi không biết được thầy à. Đó cũng là do nghiệp báo của bà. Bà tạo ra kiếp trước thì vì bà không hay. Ủa, tôi nhớ tôi đâu có giết ai đâu trời. Không có, nói thiệt với thầy, tôi thề với thầy con gà tôi không dám giết. Ai giết tôi ăn. Đó, còn hãy chuyện nhà cái gì là ông chồng tôi hết. Ông mướn chém người ta cũng ổng mà. Chứ tôi không có biết cái gì trơn trọi á. Thôi được rồi, bây giờ để tôi xem bệnh cho bà. Dạ, dạ thưa thầy, giờ thầy coi bệnh hả thầy? Dạ. Dạ, thầy coi đi. Dạ, dạ, không. Bà chỉ đưa bàn tay phải của bà cho tôi xem được rồi. Ủa thầy coi tay hả? Dạ. Mấy ông kia coi bụng không à? Dạ. Tôi không biết tưởng đâu thầy giống mấy ông kia. Dạ không. Dạ. Có cần cởi da vàng ra không thầy? Dạ 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 được, dạ được rồi bà. À, bà cho biết ngày tháng năm sinh. Ngày tháng năm sinh. Tôi sinh ngày 17 mà ngày 17 tháng 4 năm Ất Sửu. Ất Sửu. Tôi tuổi Sửu mà. À Ất Sửu. Dạ. À bà sinh tại đâu? Dạ tại Hàm Rồng, Bến Tre. Không, Hàm Long. Hàm Long. Trời ơi vậy đó mà thầy, Hàm Long nó dễ gần chết mà có khi tôi còn nói Hàm Lừa nữa đó. Quên hay quên lắm. Đầu óc bây giờ nó kỳ cục lắm. Dạ. Hỏi thì nhiều khi không phải. Dạ. Nhưng nếu có gì không vừa ý thì xin bà bỏ qua cho. Dạ không thầy cứ hỏi đi. Dạ. Bị trị bệnh mình phải hỏi cho kỹ mới trị hết thầy ơi. Dạ. Dạ. Vậy chứ phải trước khi bà về với ông đây đó thì bà đã qua một đời chồng. Dạ không, 4 đời lận. Chứ ông có dạ 2 đời trước là quen nhau. Dạ cũng như là phất phơ vậy thôi. Đời chồng thánh thức thứ 3 tôi đó mới là chồng chánh thức của tôi. Dạ còn bây giờ là tôi cũng là đời chồng thứ 4 là mới chấp nối thôi. Nếu tính lại là còn có 2 đời à. Dạ. Vậy là ông chồng trước của bà có phải là tôi Nhâm Tuất không? Đúng không? Dạ, sao không biết hay vậy? Chắc đúng rồi đó, đúng rồi Nhâm Tuất. Bà ở với ông nhà đây có 2 đứa con mà là con gái, đúng không bà? Thầy ơi sao thầy coi hay quá vậy thầy. Trời ơi mười mấy năm rồi không có gặp ổng. Rồi không biết ổng giờ ổng chết hay ổng sống hay là nó siêu mồ lạc mã rồi nữa. Thìn Tuất Sửu Mùi Tứ Hình Xung. Đúng. Dạ. Yeah. Mà bà đây đó thì Ất Sửu. Dạ. Mà ông nhà chồng của bà đó là Nhâm Tuất. Dạ. Theo quẻ này thì ông nhà đã bỏ thay ngoài hải đảo xa xôi. Theo tháng năm dài mòn mỏi nhớ thương, linh hồn phản phất vì quyên quyên vợ con. Cần siêu thân xin thầy nói rõ coi hiện bây giờ người đã chết có tha thứ cho kẻ gây ra tội. Tôi
đã hối hận suốt mấy năm trời. Người chết luôn tha thứ, nhưng vì bà nhẫn tâm bỏ con mình sống cùng côi chơi. Và sức mòn chân yếu, không còn nơi nương tựa, nên nghiệp báo mới đeo mang cho đến bây giờ. Thầy ơi, tôi biết tội lỗi của tôi rồi. Thầy coi giùm tôi coi, ổng có siêu mồ lạc mã, bây giờ ổng cần cúng cái gì tôi cúng, xe hơi nhà lầu tôi đốt xuống hết cho ổng. Ông ơi, thầy làm ơn thầy giúp giùm cho tôi. Thôi được rồi bà, bây giờ thì chưa cần. Tôi còn thiếu vài món đồ cần thiết để trị bệnh cho bà. Tôi trở về vài hôm nữa tôi sẽ trở lại. Dạ thầy ơi, thầy ở lại đây đi, thầy ngủ ở đây đi. Rồi ngày mai thầy trị bệnh cho tôi, thầy cần cái gì tôi kêu sắp nhỏ nó mua hết. Ở đây có đầy đủ hết trơn đó thầy. Dạ, không được đâu bà. Có những thứ tôi trị bệnh cho bà đó, ở đây mua không có, mà phải về lấy mới có thưa bà. Thôi xin trời phép bà ơi, dạ. Tôi đi. Dạ ông ơi. Mà ông thầy về đâu lận? Sóc Sải. Sóc Sải Bến Tre. Sóc Sải Bến Tre. Ông ơi, ông thầy ơi, thầy ơi, bói toán nữa rồi. Sóc Sải Bến Tre. Trời ơi, như vậy không lẽ gì nữa ông Đạo ơi? Tôi gì vậy? Bói toán nữa phải không? Không tốn phải. Hết nhiêu rồi? Đâu có tốn hao gì đâu. Trời ơi, Thoa đâu? Kêu ra chuẩn bị đón nước người ta kìa. Tôi năn nỉ muốn gãy lưỡi rồi đó. Ông làm như con mình ế ẩm gì dữ lắm vậy đó. Cái gì mà dữ vậy? Từ từ đi, không được mối này thì kiếm mối khác. Chứ cái gì đâu mà bà, sao bà nói mà tôi không bao giờ tôi nói cái gì bà nghe hết á. Vô kêu đưa nó ra đây tôi biểu. Ông làm gì đó, ông làm đi. Tôi mệt dữ lắm rồi. Tôi đau, tôi bệnh mà. Sao cứ dồn tôi vô một cái chỗ khổ vậy nè trời. Chứ vừa lòng ông muốn làm gì đó, ông cứ làm đi. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi chết cho ông vừa lòng mà. Sợ bệnh tới giờ sao bà nói nhiều quá vậy không? Thôi. Dạ. Làm gì ông trọng vậy? Ra biểu coi. Dò số bà. Trời đất ơi, tiền bạc ta đem dân tới hỏng rồi, không ăn bởi đây dò số cò mai. Hả? Chú. Vậy. Anh Thành ơi. Anh Thành. Ôi. Lẹ. Chuyện gì? Lẹ lên. Chuyện gì mà lẹ lên? Cái tờ gì? Vé số đâu? Vé số nè. Lẹ lên. Ba bốn. Trung độc rắc rồi. Buông ra. Con xạo bác mày mà trung độc rắc. Bác ơi, thiệt con trung số độc rắc thiệt rồi bác ơi. Trời ơi, cái mặt tôi thui. Trung độc đắc gì? Dạ, đi nè bác. Tương ta vậy mà trung độc đắc. Đây là bác coi thử đi. Đúng rồi. Không có gạt hay chưa? Dạ không. Cái mặt này mặt gian xảo lắm mà gạt người ta. Dạ không có đâu bác. Bà là bầu mà nói trung số đừng ôm gái tao hả? Dạ không có. Dạ. Gấu chiếu đâu? Dạ. Do đâu? Đây nè ba. Độc đắc. Con sao con nhẹ dạ quá, con dễ tin quá. Dạ con đúng.
Con trúng 1 triệu độc đắc rồi bác ơi. Bộ lô nào đâu? Dạ độc đắc. Lô cuối cùng. Trời ơi! Xỉu rồi con ơi. Bác. Đúng rồi. Dạ. Bác có gì bác té. Dạ con. Trời ơi cái mặt sáng kỳ mấy cha. Tướng nó sang gì đâu á. Thôi đất ơi, đoán không sai chút nào. Đoán chắc chắn là này sẽ trúng số. Dạ. Bây giờ nó mới hiện ra nè. Dạ. Đứng gần nhau á. Dạ. Dạ bây giờ đứng gần được rồi hả bác? Đứng gần nhau. Dạ đứng gần nhau. Vậy thôi à. Dạ. Sao mày ngu hả? Sao không biết nắm tay? Dạ con nắm tay. Xin đồ hết sức không? Dạ. Tôi chọn đâu á. Gả con thoa cho con hạng gà dẹp qua một bên. Dạ dạ. Ôm. Dạ. Ôm. Dạ con cảm ơn bác. Cảm ơn cái tờ vé số nè. Cảm ơn bác. Một chỗ rồi nó ra có chuyện gì vậy? Ai trung ai đắc ai ơi. Ai đánh mày? Không. Ai đánh mày? Nói đi. Không hả? Không muốn người đánh mày nữa hả? Không. Đừng có không, đi mướn nhà khác. Không có, con trúng số độc đắc rồi chú ơi. Cái gì? Trúng thiệt rồi, cuộc đời hết khổ rồi chú Tư ơi, mừng quá. Thôi dạ thành dạ. Con bệnh hồi nào vậy? Con không có bệnh, con rất là bình tĩnh. Nè, nghèo thì chịu. Dạ. Chứ đừng có mơ mộng, trúng số mà một tờ thôi là thay đổi tất cả, con biết không? Dạ không. Nếu trúng thì cái chuyện đó không bao giờ chú tin được. Dạ. Con nghĩ coi, trong cái lóc vé số nhiều tờ, có tờ một thôi, làm sao trúng? Dạ, cái này con lượm đâu mà, tự nhiên hên quá chú Tư ơi. Chắc có lẽ trời thương hoàn cảnh của con đó. Con bị hắt hụi quá rồi tự nhiên trời thương con. Con trúng thật. Con trúng thật. Đây nè chú coi đây nè. Tao cũng nuôi hy vọng. Dạ. Tao cũng mới dò. Dạ. Mà tao dục thùng rác hết rồi. Còn dạ. Cái tờ này của con là con nói trúng phải không? Dạ con trúng thật á chú Tư. Mừng quá cuộc đời hết khổ rồi chú ơi. Chú làm gì? Đúng rồi. Con trúng độc đắc rồi. Đúng. Thành. Dạ. Thành ơi, vậy kể từ đây không có ai coi thường con hết. Đúng. Bắt đầu từ tâm gia số hôm nay không có ai đánh giá con là một thằng nhạc sĩ cơ hà. Đúng. Hay quá. Thành, chú Tư chúc mừng con. Bây giờ dạ. 1 triệu. Bây giờ phải làm sao chú? Không phải đơn giản đâu. Phải làm gì, phải làm cái gì chú? Bây giờ tiền này là tiền của con. Dạ. Con phải giữ cho kỹ. Dạ con giữ kỹ. Hậu sự sau này con còn có gia đình. Dạ. Con phải nè, trước dạ. tiên. Dạ. Chú Tư nói vậy nè. Dạ. Con mua cái nhà đi. Mua trước cái nhà. Mua gì sớm vậy chú? Không, đừng có ở nhà đó nữa. Sao vậy? Mua cái nhà ổng cho ổng mướn lại. Trời ơi. Vậy mà ổng mới ngang mày. Mày mua đi, mày nghe, mai mày trả giá cái nhà đó bao nhiêu. Rồi tao kêu ổng bán, tao ép, tao kêu người vô ép, rồi. Ép ổng, rồi bắt đầu ép giá, ổng bán ép giá. Cái nhà, mày mua, dạ, gia đình mày lúc đó là vợ chồng mày ở trong, rồi. Ổng bả ở ngoài sân, rồi. Rồi, tao muốn quét gì nào tao quét, rồi mua cất nhà, con. Dạ, nè, rồi. Với lại cái này, rồi sao nữa, bây giờ á, mua nhà xong rồi sao lãnh nữa? Ra, ngắt một chút, dạ. Mày thương chú, dạ. Mày, tao không có xin, dạ. Nhưng mày mua vé cho tao đi Đà Lạt.
Rồi. Tao lâu quá tao không có ở đi Đà Lạt. Dạ. Tao nghe nói trển lạnh lắm. Dạ. Muốn lên trển ngủ tao coi cho mát vậy mà. Dạ. Dạ. Cái chuyện nó dễ lắm chú Tư ơi. Dạ. Với lại tao qua Nha Trang rồi tao xuống. Dạ, tao múc nước biển tao tắm cho. Rồi. Dạ. Bây giờ con cũng mà trích ra ít tiền nếu trúng đó. Dạ. Thì gửi cho chú Tư giúp cho những người nào nghèo khó. Đúng rồi, cái đó tốt. Dạ. Những người cũng như làm công việc như chú có nhiều người khổ lắm. Dạ, con dạ, biết có rồi. Mấy người bạn của chú. Dạ. Đang bệnh nữa. Dạ. Con cũng như là nhích ít chút cho người ta. Rồi. Nè với lại vậy nè. Dạ. Chút nữa mày cho tao xin chút đi. Để làm ít gì? Thôi. Làm gì? Mua cái chổi tao bị mất rồi. Trời ơi. Cái chổi có bao nhiêu tiền đâu? Rồi tao mực quá tao nói vậy không? Bây giờ sao? Bây giờ sao? Bây giờ theo ý chú, còn ý chú đi kiếm cái chỗ nào? Mình rồi, mình bàn cho kỹ cái bàn số tiền lớn. Mình phải bàn cho kỹ mới được. Kỹ không? Chúc mừng con được vợ trúng số, được vợ. Cảm ơn chú. Rễ đâu rồi? Rễ dạ. Ơi rễ. Rễ cưng của ba đâu rồi? Dạ 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 con trong phòng ba. Dạ bác ơi. Dạ. Trời ơi. Dạ 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 để con sửa soạn mấy cái này lại. Thôi thôi khỏi con à. Dạ dạ. Nè nghe ba nói nè. Dạ. Cái bàn tay con là bàn tay đếm tiền chứ không phải bàn tay phải dọn dẹp như thế này. Nè nghe ba nói nè. Dạ. À cái chuyện mà đám cưới nè. Dạ. À, chuẩn bị đám cưới tới rồi. Ba lo hết. Tiệc tùng ba lo hết. Quần áo của con ba lo luôn. Dạ. Ừ. Có nghĩa là bác lo hết cho con. Sao lại bác? Dạ. Ba cho bác cái gì? Dạ. Ba. Ừ. Dạ. Dạ con cảm ơn ba. Ừ. Dạ nhưng mà theo con thấy như thế này. Sao? Dạ tất cả mọi công việc ở trong nhà này. Ừ. Cũng như ở trong ở ngoài. Rồi ba. Dạ ba với cô Tho là mà lo hết mọi việc đó. Ừ. Thì con thấy ái ngại vô cùng. Thấy thương đâu á. Dạ tiền bạc thì con phải nhờ luật sư. Ờ. Bây giờ ba phải tốn hao rồi sau đó con sẽ bồi hoàn. Dạ. Con đừng có lo. Lúc nào mà không được. Dạ. Tình nghĩa ba mới là quan trọng. Dạ. Con à, tiền bạc đối với ba có nghĩa gì đâu. Mà không có ăn thua gì đâu mà con bận lòng, nghe không? À mà quê quán con ở đâu ạ? À? Dạ, dạ quê quán, quê quán con. Ờ. Dạ quê con ở Cái Dồn. Gia đình con ngày xưa khá giả. Cái Dồn. Dạ. Ờ. Nhưng mà lúc này hơi suy sụp. Mẹ con thì còn mà cha con đã mất. Tội không? Con ơi, trời lúc thịnh lúc suy, có gì mà con phải bận tâm. Dạ. Con không nghe ta nói sao? Dạ, nói. Sanh lão bệnh tử. Dạ. Có sanh thì có tử thôi. Dạ. Có giàu có nghèo thôi, mà có nghèo cũng có phải có lúc giàu như con vậy thôi. Dạ. Gia đình con thì ở Cái Dồn. À. Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Quê bác cũng ở Cái Dồn mà sao bác không biết à? Dạ thưa ba, con là ông Cả Toàn đó ba. Cả Toàn? Dạ Cả Toàn. Cả Toàn. Cả Toàn là con của ông Hội Đồng Thu. Dạ. Hội Đồng Thu là anh em bạn cột chèo với thầy Sáu Tạc. Dạ. Sáu Tạc là em vợ của ông Mười Sự. Mười Sự là rể của ba Tất. Ba Tất là ông ngoại của em rể của ba. Dạ. Trời đất ơi, bà con gần quá đâu có biết trời. Lộ đầu sức trắng mới biết rồi bà con. Dạ. Gần quá hả con Thành ha? Gần quá. Dạ. Gần lắm. Dạ. Bà con gần lắm. Dạ. Rồi, chúng tôi đây làm gì vậy? Nghe nói cái gì bà con á. Ờ. Gần. Tôi với bà con với Thành là gần lắm. Dạ bà con. Ủa? Dạ bà con. Con với ông này là bà con hả? Dạ bây giờ mới biết đó chú Tư. Tốt quá. Dạ. Ở cái nhà trọ mà gặp mà chủ nhà mà bà con với mình chắc tiền nhà cũng đỡ chút. Được rồi, mừng quá. Bà con. Ừ. Nhìn rồi hả? Dạ nhìn rồi. Vậy là mình đâu có lạ. Gì vậy? Bà con luôn. Thôi đừng có thấy sang bác Hoàng làm họ ông. Tôi với nó cũng bà con. Vậy? Gì gì? Tại vì ông hiểu tôi với nó còn gần hơn ông nữa. Bà con cái gì? Mày có kể ông nghe chưa? Dạ chưa.
đây, nghe nè, bà con của ông thì nó quá xa, tôi với nó mới gần. Bà nội của nó với bà ngoại tôi hồi xưa hai người ăn bún riêu chung. Gần bằng ổng không? Quá gần. Vậy đó, cho vừa cái tội nhìn. Ăn bún riêu mà gần. Chứ ông gần quá ha. Trời đất ơi, sao ông gần? Nè, đừng có nhìn. Có tờ vé số. Bây giờ ai muốn nhìn, nhìn. Đúng không? Nhưng mà hãy nhìn kỹ. Rồi đó, người ta đối xử mình sao? Bây giờ thấy có tiền, cái lật lọng vậy. Ê thầy đó. Cái gì? Ông ông kêu tôi hả? Kêu rể tôi. Cẩn thận con. Con à. Hồ nghèo đó. Con muốn kết bạn với ai cũng được hết trơn. Giờ con nhớ con là triệu phú rồi. Giàu đó con. Người ta ưa bu lắm. Con có hiểu không? Ta bu như là rồi bu mật chứ gì. Kệ, nghèo, hút rác. Vậy đó, mạng ngày than bổn. Đỡ hơn giàu mà con bộ mặt hoài. Tại tôi không có thì giờ tôi thay. Đừng nói tôi không để ý nghe. Thành, qua đây. Dạ. Thành. Dạ. Cẩn thận nha con. Dạ. Khỏi, chuyện đó của người ta lo. Đi giặt đi, lâu lắm rồi. Thì hôm về hả? Tôi để ý ông rồi nghe. Tôi cũng hầm ông lắm rồi. Rồi nói vậy thôi. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện của con ha. Tiền là tiền của con. Ủa Tấn đâu? Sao chắc đó nó đi. Nó không hay mày trúng số sao mà cái thằng này nó lơ là vậy? Dạ nó nghe con trúng số rồi mà chắc có lẽ nó lên tòa soạn nó ba cái vụ. Nó đi lo phụ cho con. Dạ. Rồi cái thằng này á, nó là thằng bạn tốt nha. Ủa chú Tư. Trời ơi, mới nhắc mày tới liền. Trời ơi, chú Tư. Mày á, không, lúc này là cái lúc tập trung lo cho thằng Thành. Dạ không biết. Rồi hết đi đâu mày. Chú Tư. Con định gặp chú Tư mấy bữa nay. Sao tao cũng nhớ mày muốn gặp mày nè. Chuyện gì? Con muốn nói với chú Tư là cái tiền hốt rác tháng này chú Tư cho con thiếu rồi, tháng sau con trả luôn. Bỏ đi. Khỏi lo. Đừng lo. Bây giờ kể từ giờ phút này cho đến mãi mãi về sau. Dạ. Con ăn uống đồ đạc cái gì dùng một chỗ chú hốt hết. Hả? Chú lo hết cho con, không tính một cắt bạc nào hàng tháng này trả. Đúng. Dạ. Đúng số mà. Đúng số. Chứ bây giờ nè, chú cháu mình nói vậy nghe. Dạ. Cho nghe nha. Bây giờ kiếm chỗ nào. Dạ. Mình ngồi rai rai. Dạ. Lâu quá không có nhậu với mấy đứa. Dạ. Bữa nay thứ bảy tao cũng rảnh. Cái chú tìm quán cốc nào tôi kiếm quán cốc thôi. Bây giờ con tới đi. Chú Tư ra trước đi. Tụi con bàn tính với em. Vậy nghe. Xong rồi là con ra đây nghe. Dạ, thưa chú Tư, cảm ơn chú Tư nhiều nha chú Tư. Nhớ nghe con. Dạ. Tiền của con mà. Dạ. Nhớ nghe. Dạ. Chú đi à. Dạ chú đi. Cảm ơn chú Tư nha chú Tư. Công nhận chú Tư tốt thiệt. Ê quên. Thành, tao nói mày nghe nè. Công nhận nghe mày. Bữa sao? Nay tao hên ghê mày. Sao? Từ ngày lúc mà mày làm triệu phú á. Rồi nghe là mấy tòa soạn nó biết tao là bạn của mày đó. Trời ơi, nó đối xử tao khác mày. Trời đất ơi, bao nhiêu chuyện tiểu thuyết của tao nè, kịch bản của tao nó lấy hết trơn rồi. Không chê một chữ, không có nói một chê một chỗ nào trơn. Công nhận giữa hơi sơ chút xíu làm ăn cả bộ khám khá. Ngon rồi phải không? Ê. Sao? Định chừng nào làm đám cưới đây? Cưới ai? Trời đất ơi! Cưới cô Thoa chúng lại cưới tao. Trời, cái chuyện cưới chắc có lẽ là tao phải suy nghĩ lại mẹ ơi. Nè. Ê. Tao nói cho mày biết nha Thành. Ngay mày còn nghèo á. Cơm ngày hai buổi không đủ no. Thoa yêu mày một cách chân thành, bất chấp sự phản đối của cha mẹ. Bây giờ mày nói mày suy nghĩ là làm sao? Hả? Nè. Mới có hôi tiền nha, chưa cầm được đồng tiền trong tay. Đừng có dở cái thói sở khanh ra nha. Tao hỏi thật mày nha. À. Nếu mà tao trở thành một thằng sở khanh thì sao? Nè, tao đấm vô mặt mày, tao phun nước miếng vô mặt mày chứ sao? Trời ơi, Tấn ơi, tao mới nói chơi của mày có một câu thôi. Trời ơi, tánh của tao có khi nào mà như vậy đâu. Nó đây chơi nè. Kỳ vậy, tao không thích nó chơi vậy mày. Bây giờ tao mới nổ cho mày nghe nè. Gì đổ bây giờ ông già tao nể tao. Ông già tao thương tao, lo hết toàn bộ từ trong ra ngoài, cưới hỏi, coi giờ giấc cưới như thế nào, mời khách khứa, lo hết toàn bộ quần áo mua luôn. Wow, cha,
Vậy là chuẩn bị hết trơn rồi hả? Chuẩn bị tao ngon lành. Định thắt nào đâu đám cưới đây? Cũng sắp tới đây. Chúc mừng. Nhưng mà khi tao làm đám cưới rồi thì mày là rể phụ. Rể phụ. Cảm ơn. Đúng không? Chiêu cô. Rồi. À, nè, nói nghe nè. Vui làm gì thì làm nhớ nha. Rồi. Cái ngày đám cưới là phải cho nó rình rang. Không hoàng đâu, á. Tao không muốn nói cho mày nghe, tao thử mày thôi. Tụi mình mà từ nghèo mà. Ý quên. À, hồi mới cô Thu. Trời đất ơi, nhắc cô Thu nữa tao cô sợ. Cô Thu mày. Ghé đây, cổ thương mày, cổ chờ hoài à. Không được là cổ qua đi công chuyện rồi. Cổ nói tao nhắn lại với mày là 9 giờ tối nay cổ về. Vậy nhưng hả? Mà mày nhớ là giữ cổ lại. Tao đi công chuyện xong tao ra ngoài đi với ông già vợ. Ông đi mua đồ cho tao. Vậy hả? Ừ. À. Xong quay về tối nay tụi mình làm một trận cho nên trò. À, được chưa? Rồi, ok. Rồi. Tao đi nghe. À, chúc mừng. Rồi gặp lại nghe. Rồi. Nhớ 9 giờ. Rồi 9 giờ thôi. Công nhận. Đúng là thần may mắn mỉm cười với nó. Còn mình tay cắn vẫn cắn tay. Nhưng mà không sao. Vẫn sống bình thường. Ủa nhưng mà còn cô Thu có tiền mình chi vậy ta? 9 giờ cô về rồi. Kệ không sao. Có gì mình. Chào cô Thu. Anh Tân. Lúc nãy em có tới tìm anh. Nhưng mà không có gặp anh. Tôi có nghe Thành Thành nói. Mà sao hôm nay tôi thấy cô có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Có chuyện gì vậy? Ngồi đi cô. Cô nói cô tìm tôi có chuyện gì? Anh Tân. Hả? Em. Cô sao? Em sắp sửa đi xa. Sắp đi xa? Cô định đi đâu? Thằng chồng của em nó về xứ. Nó muốn đem em theo nó về bển. Rồi cô định sao? Em theo chồng về xứ là muốn tìm đến một nơi thật xa, nơi mà không ai biết em là ai hết, không ai biết đến cái dị dạng tối tăm này, không ai nhìn em bằng thành kiến để em yên lòng. Mà tao dừng lại cuộc đời sao những tháng năm dài sống chẳng có niềm vui. Em muốn đổi thay tìm một cuộc sống khác hơn, quên lãng chuyện đau buồn để tìm quên. Cô Thu nghĩa là cô rời bỏ bao kỷ niệm vui buồn, tìm đến một phương trời xa lạ để tìm quên. Còn ở lại đây làm sao được với những nỗi đau buồn. Nếu cô đã nhất quyết như vậy thì tôi cũng không ngăn cản cô làm gì. Nhưng mà dù sao như vậy tôi thấy nó cũng tốt đẹp hơn. Anh Tấn, Như vậy là Anh bằng lòng với việc làm của em. Anh không cảm thấy buồn chút nào khi một ngày chúng mình không còn được gần nhau sao anh? Buồn chứ sao không cô? Cô có biết là tôi rất hiểu cô, quý mến cô hơn bao giờ hết. Cô đi, tôi sẽ cảm thấy vắng, thấy thiếu một cái gì thật thiết. Nhưng thà là những gì còn hơn, vì tôi không muốn giữ cô ở lại đây, trong khi tôi không thể tặng cho cô một thứ tình cảm mà cô mong.
Để rồi mai đây dòng đời trôi và kia cách đôi nơi mỗi đứa một phương trời. Có nhớ đến nhau một kỷ niệm buồn đã tan biến rồi như một ước phù du. Nhớ đến buổi chia tay này, chúng ta hãy xem nó như là một giấc mộng, một giấc mộng thầm tiếc để điểm tô, để làm đẹp cuộc đời. Chúng đã chịu nhiều chua xót buồn đau. Anh đã nói như vậy thì em chỉ xin anh, em được mang những kỷ niệm, những kỷ niệm hơn anh, làm hành trang đường dài trong những ngày sắp tới. Thu à, tôi thật sự là cũng không biết dùng lời lẽ gì để diễn tả những điều tôi đang nghĩ. Những tình cảm lạ lùng mà người ta chưa thử đặt tên. Nhưng thôi, nói làm gì cho buổi đưa tiễn này thêm buồn thêm. Vì hai chúng ta là hai phương trời xa lạ, nhưng tình cờ xui khiến gặp gỡ nhau. Giờ chỉ biết cũng là lẽ thường tình. Thà đừng gặp nhau làm chi, để rồi gieo khổ cho nhau. Thu à, còn hơn là trọn kiếp cô đơn, thì ăn đâu dễ gặp mà tìm uống công. Em đã hiểu những gì anh muốn nói, nhưng trước lúc đi xa, em xin anh, xin anh hãy xem em là một người bạn tri kỷ có được không anh? Em nhìn hạnh phúc. Gì? Trời đất ơi, đi đâu vậy? Đừng nói với anh là em đi theo cô Thu nha. Bà chủ, không có muốn nhìn thấy mặt em trong nhà này nữa. Hả? Cho nên em phải đi. Không có đi đâu hết trơn á. Em nói sao vậy? Bà chủ đuổi em hả? Thôi anh biết rồi. Bà chủ đuổi em vụ khứa cá kho phải không? Không phải. Chứ còn gì nữa? Anh Tấn ơi. Gì vậy? Nín. Ai ăn hiếp em? Nói đi, có chuyện gì nói anh nghe đi. Ai làm em buồn? Ai làm em phải khóc? Tại sao em đi? Em đã lìa bỏ quê hương xa xưa, em lên Sài Gòn này là để mong tìm gặp mẹ em. Một người mẹ xa cách mười mấy năm, bây giờ gặp lại mà ngỡ ngàng xa lạ. Em tưởng á, em gặp mẹ, mẹ sẽ ôm em vào lòng mà nghẹn ngào nức nở. Muốn gọi con ơi mà gọi chẳng nỡ.
con đầu vào vai mẹ mà nghe xúc động bồi hồi. Ôi mơ ước mười mấy năm bây giờ đã là sự thật, ngỡ nồng ấm tuyệt vời tình mẹ thương con. Nhưng mà em tưởng mẹ ôm em vào lòng như sợ phải thêm một lần xa cách nữa. Kể cho mẹ nghe chuyện mười mấy năm xa cách, mười mấy năm thân gái lạ loài. Anh hiểu, mẹ con xa nhau mười mấy năm mới gặp lại, làm sao diễn tả được giây phút thiêng liêng kỳ diệu đó. Anh cũng mồ côi mẹ, anh mồ côi từ hồi nhỏ, anh khao khát tình mẫu tử, cho nên anh rất thông cảm cho em. Đừng buồn nữa. Còn nguyên vẹn một hình ảnh để anh ước mơ. Chứ còn em buồn thật nhiều khi phải đối diện cùng sự thật. Em đã gặp mẹ em, một người mẹ bằng xương bằng thịt. Hả? Mà lòng em nghe xa lạ dưng dưng. Em nói em gặp mẹ rồi hả? Em gặp ở đâu hồi nào sao không biết vậy? Em đã gặp mẹ trong nhà này. Trong nhà này em đã ở cạnh bà, săn sóc cho bà từ lâu lắm. Mà nhiều lần á, em cũng có nói gần nói xa, nhưng con thấy bà thiết tha vì chuyện cũ nên đành nén lòng cánh chừng chạm. Em nói là mẹ em ở trong nhà này, không lẽ là bà chủ? Trời đất ơi, bà chủ là mẹ em. Trời sao kỳ vậy ta. Em ơi, em đừng buồn đừng khổ nữa. Anh tin rằng trời Phật sẽ phù hộ cho em. Anh nói cho em nghe nè, ông bà ta xưa có câu á, mưa từ nơi trời rơi xuống chứ đâu có bao giờ mưa từ dưới đất rơi lên đâu. Nè, anh tin nước sẽ chảy về nguồn, lá rụng về cội. Một ngày nào đó má em sẽ thương em, sẽ nhìn nhận em mà. Còn bây giờ đừng có khóc nữa, nín đi, chuyện đâu còn có đó. Để anh tính cho. Bây giờ anh lấy đồ của em, anh cất vô phòng của anh ha. Rồi em ở đây chờ anh. Một chút xíu nữa rồi anh ra anh gặp em, anh nói chuyện này quan trọng lắm cho em biết ha. Anh Tấn, đừng có buồn nữa, không có được bỏ đi nha. Em mà bỏ đi rồi á, anh đi tìm anh suốt một thuốc ở Bến Tre, anh lóng ngóng rồi người ta thấy anh, người ta kêu xe bắt chó bắt anh á. Đó, thế cười đó, như vậy mới vui không nè. Không có được buồn nữa, để từ từ anh tính cho. Chờ anh nha, anh ra liền đó. Anh cất đồ của em xong rồi anh ra nói chuyện quan trọng cho em nghe nha. Đợi anh nha, không đi à. Thưa bác. À cháu, có bà chủ ở nhà không cháu? Dạ, bác vô đây ngồi. Để con lên con mời bà chủ ra. Con mời bác vào nhà. À cháu à. Dạ. Chẳng hay cháu là gì ở trong nhà này vậy? Dạ, con là người ở. Người ở? Dạ. Nhưng mà quê cháu ở đâu lận? Dạ, quê con ở Sóc Sải, Hàm Long, Bến Tre đó. Sóc Sải, Bến Tre? Dạ. Bác ơi. Bác có người quen ở đó. Cô còn nhỏ quá, không biết là cô có biết gia đình của ông giáo Trạch không? À, tội nghiệp. Bác ơi, anh bị người ta vu oan cho nên phải ở tù. Bác ơi, ở nhà vợ con thất lạc hết. Bác cũng biết ông giáo Trạch này hả bác? Ông giáo Trạch là ba của con đó bác. Con là Thoa hay là Tí? Dạ con là con Tí. Tí. Còn bác ơi. Con ba là Giao Cạch, ba của con ở đây. Ba.
chúng tôi. Má, má ơi, má. Thôi, má ơi. Thôi. Má ơi. Bà đã biết hết rồi. Ba đã gặp bà được một lần. Thật ra thì ba không muốn nhìn mặt của người đàn bà phản bội ấy nữa. Nhưng sở dĩ ba đến đây là có ý ba muốn tìm gặp tuổi con. Ba ơi, sau khi ba bị bắt vào tù, má ẩm chỉ Thoa đi biệt tích. Bà nói tuổi đã già mà phải con tần tảo nuôi con, nỗi xót xa quặn nắng nơi mà bà nói dẫn dâu bạc bèo vô tình nước mắt sầu chảy mãi không thôi tháng năm dài yêu hằng đắng cay nên mất bà nội đã mù loà con tìm bé dài ngây thơ. Ôi trời cao đầy cánh đoạn đường cả gia đình phải nát mà bạc trắng ở như vui. Nay trời cho cha con mình gặp lại thoát những cơn cay đắng dằn vặt. Ôi sự thật đây rồi mà con cứ ngỡ chuyện bao. Sau khi mãn tù về, ba mới hay là má con đã đi lấy chồng khác. Bà nội con cũng chết đi sau những tháng năm dài cơ cực. Còn con thì không biết trôi dạt ở nơi nào. Con ơi biết tôi làm sao cho vơi nỗi sầu bao tháng năm dài sầu xa xứ tưởng ngày về sẽ vui cảnh đoàn viên nào ngờ đâu biển cả qua cột châu chung quê cũ không còn ai chờ đợi một mình ta vơi nỗi biết tìm đâu gặp gỡ vợ con mình. Ba ơi, má đối xử với con tệ lắm. Ba cũng đừng có gặp má làm gì. Má không có nhìn cha con của mình đâu. Ba biết rồi con à. Nhưng mà con ơi, khi đến đây ba thương con là ba đã thấy vui rồi. Cha con mình về quê đau sống với ao cá vườn dừa cánh mộ má ông cha chứ lưu luyến làm gì chốn đô thị xa quá mà lòng người điêu hoa giả trang. Con ơi, bà cũng không có tiếc rẻ gì cái con người đàn bà lang chạ bỏ rơi cha con mình tìm hạnh phúc riêng tư. Con thôi đi con, cha con mình thu xếp về đây chớ ở đây chi nữa cho thêm buồn lòng. Ông cháu đặt
Bà còn nhớ đến tên tôi à? Bà còn nhìn tôi nữa làm gì? Trong lúc sương gió cuộc đời làm cho tôi thêm già thêm cỗi, thì bạc tiền đã làm cho nhan sắc của bà bền vững với thời gian. Trong lúc bà sống trong cảnh giàu sang, thì bà lại coi con của mình như là tôi tớ vậy. Ba, ông ơi, tôi đâu biết con tí nó là con của tôi đâu. Nếu tôi biết thì... Thì bà sẽ đuổi nó đi để hạnh phúc của bà không bị đổ vỡ chứ gì. Ông nói quá rồi. Tôi là mẹ của nó mà. Có người mẹ nào mà chẳng biết thương con. Chẳng qua vì ngày xưa tôi trẻ người non già, sống trong gánh nghèo tôi cô đơn. Ông thì ở tù biên xứ không biết bao giờ trở lại. Không kịp nghĩ suy nên tôi ăn năn hối hận đến bây giờ. Đâu phải là bị lưu đày biết bao giờ trở lại, trong khi xóm giềng làng nước khổ lắm xa tôi. Đến nhờ ai thì người ta cũng từ chối, họ sợ giúp mình rồi liên lụy đến thân. Trong khi tôi chỉ là người đàn bà bất hạnh, sáng ngang của bà đâu mà bà biện minh phân giải. Chắc có lẽ tại vì số phận, cho nên con tí nó có mẹ có cha mà cũng như là mồ côi mồ cút vậy. Tôi cũng không hy vọng gì được ông tha thứ, chỉ mong ông hiểu mà đừng trách hờn. Ông cứ để con tí nó ở lại đây đi, dường nuôi nó để bù lại những ngày qua cơn khổ. Thì ơi con đừng buồn giận má, má hứa sẽ yêu thương con và sẽ lo lắng cho mấy con làm con. Con đâu có dám trách hờn má, nhưng mà bây giờ má đã có một gia đình khác. Khi cho con được sống cạnh cha già trong những tháng ngày bất hạnh cô đơn, thì ơi con tha lỗi cho má nghe con. Đây đây, vô đây con, vô đây. Ơi, ông vô đây con. Về. Con đưa ba con vào trong lát mặt với con. Đi. Dạ, con đi nghe má. Đi con, đây, đây. Thoa. Rễ của bà đẹp quá. Dạ. Thấy bà sắm cho con với bộ đồ đẹp ghê không? Dạ. Cái gì con ba thấy con vừa ý trơn. Dạ, con cảm ơn. Bà không sang gì đâu. Dạ, con cảm ơn ba. Dạ, con cảm Thoa. Ơn. Cảm ơn ba. Ủa, Thoa đâu rồi? Làm gì khóc lóc đấy? Trời đất ơi, cái ba. Gì mà khóc, cái gì mà buồn vậy? Thì ông có chuyện vui thì ông cười, còn tôi có chuyện buồn thì tôi khóc.
hỏi vậy sao tôi biết trả lời cho ông? Bà sao mà giờ tôi hỏi bà nè. Hôm nay là ngày vui vui. Hôm nay là ngày vui của con Thoa. Cái mặt tôi đưa ma vậy. Bà là má ruột của nó. Tiếp khách tôi với cái mặt tôi như thế này hay sao? Thiệt là tôi không hiểu bà ra sao hết đó. Hay là bà muốn không muốn thằng Thành nó cưới con Thoa? Bà cứ nói thẳng ra đi, tôi giải quyết cái rút là xong. Ông ơi, tôi đã khổ nhiều rồi. Cho tới ngày tàn mà tôi chẳng được yên. Hay là bà khổ? Cái gì tôi không chịu bà hết trơn, bà khổ cái gì? Ba đừng có la má nữa mà. Má ơi, để con dìu má lên phòng, rồi má rửa mặt má nghỉ ngơi đi má. Một chút xíu nữa rồi con đem thuốc lên cho má uống nghe. Được rồi con, má đi một mình được mà. Ông muốn làm gì đó ông làm đi, cưới gả gì đó ông cứ đứng ra ông làm hết đi. Lên trển rồi làm ơn con miếng son phấn cho cái mặt tươi sáng lên chút. Ông hoài trù cho tôi chết sao biết. Ai đó? Ủa tôi đâu có mời ông này. Xin lỗi cho tôi thăm. Ở đây ai là Trần Thế Thành? Tôi. Chú à? Không, tôi là ba vợ của nó chứ Thành đây nè. À, anh là Trần Thế Thành. Tôi là Trần Thế Thành. Tôi là người của văn phòng luật sư phái tới. Luật sư con ở tiền tới tiền. Rồi. Tiền tới em ơi, tiền tới. Sẵn đây tôi cũng báo cho anh biết một tin. Mừng. Tờ giấy số trúng độc đắc của anh á là mang số 333444. Dạ. Là mở ngày 31 tháng 9 năm 68. Dạ đúng luôn. Nhưng anh dò nhầm ngày 7 tháng 10 năm 68. Bởi vậy tờ giấy số không có giá trị. Phiền anh chiều nay 3 giờ đến văn phòng luật sư để đóng lệ phí. Xin chào mọi người, tôi về. Ba ơi, ba có sao không ba? Nghẹt thở chứ có sao đâu. Ba có sao? Ba đi ra. Ba cái gì? Cái gì ba? Kêu tư nữa tôi xỉu tôi chết bây giờ. Cái mặt gì mà trúng số cái gì? Cái mặt này có mặt lường gạt chứ làm gì trúng số? Dạ. Ba, anh à. Giang ra. Ba. Giang ra. Ba ơi. Con xin ba. Con và anh Thành đã lỡ yêu nhau rồi mà ba. Lỡ thì lấy bên lỡ đó, bên bầu đó buồn quá bên lỡ. Ba ơi, con đã thương anh Thành thiệt mà ba. Nhưng mà ba không chấp nhận. Ba ơi, con xin ba hãy suy nghĩ lại. Đừng vì một phút giây nóng giận mà làm cho con phải khổ cuộc đời. Tiền bạc tuôn ra hết, cái bóng đau khổ sao? Nhưng mà chuyện đã lỡ rồi. Lỡ nữa. Ba ơi, con đã quyết định rồi.
Con chỉ thương một mình anh Thành thôi. Ai gạt? Tôi gạt. Ai hả? Ông lấy cái quyền thì ông gạt ông là ai? Tôi là Nguyễn Văn Trạch, cha của Nguyễn Thị Thoa, sinh ngày 12 tháng 2 tại tòa bố Bến Tre. Không có ai được quyền ép riêng con tôi. Nếu nó ưng ai, tôi gả đó. Nói vậy, ông là ba ruột của con đó. Còn đây là Tí, em ruột của con. Con hãy lại nhìn ba con đi, nhìn em con. Lại đây để tìm con tôi. Rồi ông định bắt hai đứa nó hả? Phải. Còn bà hay sao? Vẫn là vợ của ông. Ít nhất cũng phải chừa tôi lại miếng chứ. Bác ơi. À sao? Hai đứa thương nhau phải không? Bác ơi, giờ con với Tí thương nhau, bác cho con về quê với bác luôn được không? Thật không? Dạ con nói thiệt. Nếu thật thì bác gả luôn. Dạ, quan hô bác. Dạ, quan hô. Đi thôi con. Đi. Dạ, con xin phép ba má cho con được đi theo cùng với ba ruột của con. Con xin phép ông chủ con đi. Bà chủ con đi. Cho má con đi. Cho má nghe con. Ba. Chào bà chủ, chào ông chủ. Đi em. Bà làm gì vậy? Bà định đi theo luôn hả? Ông thơ biết lạ quá. Đi theo là chết của tôi à.